Hôm nay xin giảng bài số 8, bài kinh số 8 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này có chủ đề là Kinh Đoạn Giải, Sinekha Sutam. Thì ở đây là bài kinh mà Đức Phật chủ yếu nói về các cái loại phiền não. Thì có những cái phiền não từ rất là thô cho đến những cái phiền não vi tế. Hay là mà nói chi tiết đầy đủ là nói về 44 cái phiền não, cái cấu uế, hay là nói về 44 cái ác pháp, cái ác cái bất thiện pháp của con người, thì đồng thời cũng nói về 44 cái thiện pháp để đối trị lại với 44 cái ác pháp ấy. Hay là 44 cái cấu uế thì có 44 cái con đường thanh tịnh để đoạn trừ những cấu uế đấy. Thì mỗi một cái cấu uế thì có một cái pháp thanh tịnh để gột rửa, để loại bỏ nó. Giống như là mỗi một cái bệnh sẽ có một cái phương thuốc để chữa trị cái bệnh đó. Thì cái tâm con người cũng vậy, nó có rất là nhiều những cấu uế. Và khi mà mình đã hiểu ra nó, có bó cấu uế và mình thấy được cấu uế thì mình sẽ đoạn trừ được cái cấu uế đó. Thì đó cũng là cái bài kinh gọi là đoạn giải, hay còn có cái ý nghĩa là đoạn diệt, đoạn trừ để tất cả những cái nội tâm ô nhiễm của con người. Thì bài kinh Đức Phật dạy như thế này: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anatha Bindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakunda vào buổi chiều từ chỗ ngồi độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakunda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một tỷ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này Kunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành? Chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ni những sở kiến ấy. Thế nào? Đầu tiên là một vị tỳ kheo Kunda đang sau cái giờ hành thiền đến trình Đức Phật về hai cái sở kiến ở trên đời, đó là ngã luận và thế giới luận. Tức là đây là những cái vọng tưởng của chúng sinh, hay là đây là những cái kiến thức phổ thông ở thế gian mà người ta hay biện luận với nhau. Đó là biện luận về con người. Ví dụ như là người ta biện luận về con người từ đâu mà sinh ra và khi chết sẽ đi về đâu. Cái này thì nó vô vàn, vô số những cái tư tưởng, những cái triết học, những cái học thuyết ở trên đời. Mỗi một cái học thuyết người ta sẽ có những cái trình bày, có những cái giải luận khác nhau về nhân sinh và vũ trụ. Thì tất cả các tôn giáo ở trên thế gian, các triết học ở trên thế gian đều phải đưa ra được những cái quan điểm của mình về nhân sinh và vũ trụ. Đấy là những kiến thức phổ thông ở thế gian. Như thời bây giờ thì cái kiến thức phổ thông ở thế gian thì người ta hay nói rằng là những cái môn xã hội học và tự nhiên học. Nhưng mà thời thuở xưa thì người ta hay học những cái môn về nhân sinh học, vũ trụ học. Thì đây là những cái rất là phổ thông ở những cái kinh sách, những cái kiến thức, những kinh điển thời bấy giờ. Thì người ta ngồi với nhau, người ta phải bàn luận, người ta tranh đấu, người ta tranh cãi nhau về những cái tư tưởng của tôi là đúng, của ông là sai. Có người thì cho rằng con người vô tự nhiên sinh ra, khi chết rồi này chấm dứt, không còn đời tái sinh về sau nữa. Đó được gọi giống như là chấp đoạn. Hay là cũng có người thì nói rằng con người là do Thượng Đế sinh ra, nhào nặn ra, rồi là khi chết thì có linh hồn sẽ tồn tại vĩnh hằng, bất biến. Thì đấy là những cái chủ trương về
nhân về ngã luận. Mỗi người sẽ có những cái bản luận khác nhau, nhưng những cái này nó chỉ là phù phiếm ở đời, vì tất cả những cái sự biện luận đấy nó chẳng đem đến cái lợi ích gì cả. Cho nên đó nó cũng là một cái vọng tưởng. Hay là thế giới luận, thì có người thì nói là thế giới này nó có từ bao giờ và nó sẽ tồn tại đến bao giờ nó chấm dứt. Cái thế giới này nó có giới hạn hay không, hay là nó là vô biên bất tận, không có giới hạn gì cả. Thì người ta cứ đàm luận, tranh cãi với nhau. Có người nói là thế giới này có vị thượng đế sinh ra, thần linh sinh ra, hay là đến lúc nào đó bị hoại diệt, hủy hoại. Thì cái đấy được gọi là thế giới luận hay ngã luận. Đấy là những cái biện luận phổ thông ở đời. Nhưng mà tất cả những cái đấy nó chỉ là những cái pháp tà kiến ở thế gian, ở thời bấy giờ. Nhưng mà cái người nào mà được học những cái kiến thức này khi ngồi thiền thì nó cũng sẽ hay có những cái vọng tưởng đến những cái kiến thức đấy. Cho nên vị tỳ kheo Kunda hỏi Đức Phật là khi nào mà với cái sự tác ý ban đầu thì có thể đoạn trừ được cái ngã luận hay thế giới luận này không? Thì thực ra đó nó chỉ là một cái tâm vọng tưởng, một cái tâm phóng dật. Thì Đức Phật nói rằng khi mà những cái tư tưởng đấy khởi lên thì quán với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thì lúc đấy tức là cái vị đấy hãy thực hành thiền minh sát. Thì vị tỳ kheo này đang thực hành pháp thiền, thiền tuệ, thiền quán. Thì Đức Phật cũng dạy là hãy dùng cái pháp thiền quán đó mà quán cái tâm đó, cái tâm sở, các cái pháp chân đế đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì nó sẽ được diệt trừ. Nó chỉ là mình gạt những cái vọng tưởng đấy đi để mình hướng vào pháp, để tu tập, để thực hành. Để vượt qua cái vọng tưởng về ngã luận và thế giới luận. Đấy là những cái sở kiến ấy thì sẽ được xả ni khỏi những cái sở kiến đấy. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: này Kunda, sự kiện này xảy ra ở đây khi một tỷ kheo ni dục ni ác bất thiện pháp chứng bà an chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, vị ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giả. Này Kunda, quả chứng ấy không gọi là đoạn giả trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc chú trong giới luật của bậc thánh. Thì đây là Đức Phật dạy về các cái tầng thiền, tức là một vị tỳ kheo có thể tu tập chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong khi mà chú ở trong các cái tầng thiền đấy không phải là đoạn giả, tức là khi mình chú ở các tầng thiền nó không đoạn trừ được các cái cấu uế, các phiền não nào hết, mà đấy là hiện tại lạc chú, tức là đang chú ở trong cái sự an lạc thôi. Chứ không phải là các cái tầng thiền sẽ đoạn được các câu ấy, đoạn được các cái phiền não. Đó là hiện tại lạc trú. Thì với một cái vị mà tu tập thì đương nhiên là các vị đấy cần phải thực hành giới định tuệ, tức là có thực hành cả thiền chỉ, thiền quán. Thì trước khi mà chứng đắc được các cái tầng thiền này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vị ấy có sự ni dục, ni bất thiện pháp. Vị ấy sẽ đè nén được tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi. Tức là có cái sự chế ngự, có cái sự ức chế, có cái sự tiêu trừ, có cái sự giảm bớt các cái cấu uế thô thiển này. Nhưng mà nó không đoạn diệt được những cái cấu uế đấy hoàn toàn. Tham dục nó được đè nén khi vị đó trú vào các tầng thiền. Thì cái này nó cũng được giống như là một cái người cầm một cái cục đá ném xuống một cái ao bèo. Thì khi mà dưới tác động của cái lực của cục đá ném xuống ao nước thì những cái tất cả những cái bèo tấm ấy nó sẽ dạt sang các cái phương khác và nó sẽ để lộ lại một cái mặt nước thanh tịnh. Nhưng mà khi nào vị đó dừng vì nó không ném nữa, hay là cái lực của cái cục đá ném xuống dưới ao đó không còn nữa, thì những cái bèo nó sẽ trôi dạt trở lại. Thì cũng vậy, cái sự thực hành thiền định thì nó sẽ đẩy lùi được những cái phiền não, cấu uế, tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi này dạt ra một bên. Nhưng khi nào vì nó dừng lại, vì nó không có thực hành thiền nữa, thì những cái cấu uế đó nó lại sinh khởi trở lại. Vì vậy cho nên là nên Đức Phật mới nói là ở các tầng thiền thì không gọi là đoạn giả. Đấy không phải là thực hành pháp đoạn giả, mà
hay là không phải là đoạn diệt cấu uế, mà đó là cái sự hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Thì cũng như vậy ở nhị thiền cũng là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh, tam thiền và tứ thiền. Cũng như vậy ở không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, thì đấy được gọi là tịch tĩnh trú, tức là trú ở trong một cái trạng thái thiền nó rất là tĩnh lặng, tịch tĩnh trú trong giới luật của bậc thánh. Thì khi mà trú ở trong này, nó không có cái tác dụng cắt đứt phiền não, đoạn diệt phiền não, nhưng mà cũng sẽ không trực tiếp đoạn trừ phiền não, nhưng mà có cái sự gián tiếp, có sự hỗ trợ. Giống như là có một cái đội quân khi mà ra trận đánh giặc, thì cái đội quân đó ra chiến đấu, nhưng chiến đấu khi nào mệt mỏi thì cái đội quân đó cần phải rút vào trong thành để an dưỡng, để nghỉ ngơi, để lấy lại sức lực rồi mới ra chiến đấu tiếp tục. Cũng vậy, cái mà cần đứng ra để đối trị với những cấu uế, những phiền não ở trong tâm, đó chính là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ sinh khởi nên được là nhờ có định tâm, tâm phải có định tĩnh. Và cái trí tuệ này khi mà ra chiến đấu với các cấu uế phiền não sẽ có lúc căng thẳng, mệt mỏi, và lúc đấy các vị ấy cần phải rút vào, an trú vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì nhờ an trú các tầng thiền, hưởng cái sự hiện tại lạc trú, tịch tĩnh trú đó, thì cái tâm được nghỉ ngơi, nó sẽ trở nên tươi tỉnh, nó sẽ hồi phục lại sức lực. Thì lúc đấy trí tuệ, cái tâm trí được nghỉ ngơi như thế thì cái trí tuệ lại càng trở nên sắc bén hơn. Thì lúc đấy vị đó lại xuất ra khỏi tầng thiền, lại tiếp tục thực hành pháp thiền quán, thiền tuệ Vipassana, và lúc đấy vị đấy sẽ tiêu trừ, tiêu diệt được những cái phiền não, những cái cấu uế. Vậy thì ở các cái tầng thiền định không trực tiếp đoạn trừ những cái cấu uế phiền não, nhưng đó là cái nơi hỗ trợ cho thiền tuệ, hỗ trợ cho trí tuệ, và mài giũa cho trí tuệ trở nên sắc bén hơn, để cho trí tuệ này mới là cái pháp đối trị lại những cái cấu uế, những cái phiền não. Vì vậy nên là Đức Phật mình gọi là các cái tầng thiền gọi là hiện tại lạc trú và tịch tĩnh trú. Thì cũng từ cái bài kinh đoạn giảm này, thì thời nay có rất là nhiều người quay ra nói rằng là thiền định không có cần thiết, cần phải tu tập bởi vì không có trực tiếp đoạn trừ phiền não. Nhưng mà thực ra thì thiền định tuy không trực tiếp đoạn trừ phiền não, nhưng mà có thể hỗ trợ cho trí tuệ, mài giũa cho trí tuệ trở nên sắc bén, nên thì trí tuệ mới đoạn trừ phiền não. Vì vậy cái sự tu tập các cái tầng thiền vẫn cần thiết, chứ không phải là không cần thiết. Thì tiếp theo Đức Phật dạy là: này Kunda, ở giai đoạn ở đây đoạn giảm được các người thực hiện, khi các người nghĩ những kẻ khác có thể là những người làm hại chúng ta ở đây, không thể là những người làm hại, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Làm hại ở đây tức là bạo hành, tức là một cái người khác, người ta có thể làm hại nhau, giống như người ta đánh đập nhau, gây sự gây chiến với nhau, thì đấy là, hoặc là con người bạo hành với con người, hoặc là đôi khi có những cái người thì bạo hành với các cái loài súc vật, những cái loài chúng sinh thấp bé hơn, thì đây là một cái ác pháp, đây là một cái cấu uế. Thì cái người mà có cái tánh hung bạo, cái tánh hay làm hại người khác, cái tánh bạo tàn đấy, thì cái vị đó cần từ bỏ cái bạo tàn đó bằng cách là từ nay ta sẽ không bạo tàn, không làm hại. Thì đấy là như có lần Đức Phật đang đi khất thực ở trên đường, nhìn thấy những cái đứa trẻ nó đánh những con rắn, thì Đức Phật cũng gọi nó lại và nói là hãy đừng có bạo hành những cái chúng sinh khác, để tất cả chúng sinh đều cầu an lạc, ai cũng muốn có cái sự an lạc. Ai mà dùng gậy hại người để cầu lạc cho mình thì đời sau không được lạc. Chúng sinh cầu an lạc, không dùng gậy hại người để cầu lạc cho mình thì đời sau được lạc. Vậy cái người nào mà nhận biết ra được những cái hành động của mình nó sẽ đem lại
cái sự bạo hành người khác, là mình đang gieo những cái nhân khổ đau cho mình. Ví dụ có những người đời này hay ốm đau, hay bệnh tật, hay gặp những cái tai nạn rủi ro, tổn thương đến cái thân hay là tổn thương đến tâm, chính là do hay bạo hành người khác, hay bạo hành những cái chúng sinh khác. Vì vậy nên là đấy là một cái ác pháp đầu tiên, cái cấu ấy đầu tiên cần đoạn trừ bằng cái cách từ bỏ. Thì cái đấy là đoạn giảm, được đoạn trừ. Thì chỉ bằng cách mình nhận biết ra cái đoạn giảm đấy, đấy là xấu xa, là bất thiện, thì sẽ từ bỏ, sẽ đoạn trừ được nó. Rồi Đức Phật giải tiếp, những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây từ bỏ sát sanh, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta từ bỏ lấy của không cho, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác sống có thể là không phạm hạnh, chúng ta sẽ sống phạm hạnh, như vậy là đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác nói láo, chúng ta từ bỏ nói láo, là đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác nói hai lưỡi, chúng ta từ bỏ nói hai lưỡi, là đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác nói lời độc ác, chúng ta từ bỏ nói lời độc ác, là đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác nói lời phù phiếm, chúng ta từ bỏ nói lời phù phiếm, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Thì đây là nói về, thì cái đoạn giảm này là những cái sự giữ giới. Thì cái người nào mà họ trì các cái giới rất là căn bản, những cái giới bổn rất là căn bản, không sát sinh, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, nói chia rẽ, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm. Thì cái đấy là do một cái người đoạn giảm này được thực hiện bằng cái sự một cái người có thọ trì giới, có giữ giới. Thì những cái người mà đoạn trừ được những cái ác pháp này thì nó rất là dễ. Tức là một cái người chỉ cần được nghe pháp, hiểu pháp, có niềm tin đối với giáo pháp, và có cái sự khởi cái tâm sẽ thọ trì giáo pháp, là sẽ buông bỏ được những cái ác pháp này. Như là một cái người mà được nghe pháp, được hiểu về nhân quả, về nghiệp báo, thì cái vị đó có cái niềm tin vào các cái nhân quả, sợ hãi đối với lại sát sinh sẽ đem lại cái quả báo khổ đau ở tương lai, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì tất cả những cái ác pháp đấy sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai. Thì cái người nào chỉ cần được nghe giảng giải Phật pháp, tiếp thu những cái giáo dục hiền thiện, thì cái vị đấy cũng sẽ đoạn trừ được, đoạn giảm được những cái ác pháp này. Thì những cái ác pháp này tu tập không khó khăn, ai cũng có thể tu tập được. Tức là những cái để phát triển được những cái thiện pháp này thì ai cũng có thể tu tập được, chỉ cần cái người đó khởi cái tâm lên thôi, là đoạn được thôi, là từ bỏ được thôi. Mình trước kia mình sát sinh, bây giờ mình chỉ cần khởi cái tâm từ bỏ sát sinh, mình chỉ cần buông bỏ thôi, chỉ cần từ bỏ những cái hành động đấy là sẽ làm được. Từ bỏ trộm cắp, tà dâm, nói dối, thì, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói phù phiếm, thì cái đấy nó sẽ, nó là những cái nỗi ở thân và ở khẩu, thì nó dễ đoạn trừ. Nhưng mà bắt đầu tiến đến những cái nỗi ở tâm là bắt đầu khó rồi đấy, là cần phải tu tập chuyên sâu. Thì lúc này Đức Phật dạy là ở đây những kẻ khác có thể có tham dục, chúng ta ở đây không tham dục, thì đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể có sân tâm, sân hận, chúng ta không có sân hận, như vậy là đoạn giảm được thực hiện. Bắt đầu đến cái này thì cái sự tu tập sẽ không phải là chỉ dùng bằng cái sự ý chí một cách bình thường, giống như là giữ giới nữa, mà cái này cần phải dùng đến công phu tu tập, tức là phải thực hành thiền chỉ quán thì mới đoạn trừ được sân tham dục với sân hận. Một cái người mà một người nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ tham dục, ta sẽ từ bỏ tham dục, vì ấy chỉ khởi lên cái ý nghĩ như vậy thôi thì vẫn không từ bỏ được tham dục. Vì ấy có thể khởi lên ý nghĩ ta sẽ từ bỏ sân hận, ta sẽ từ bỏ sân hận, dù vị ấy có biết rằng là tham dục này là xấu, tham dục này là sẽ để lại cái sự nguy hại cho đời sau,
cho chính bản thân mình. Sân hận này là xấu, sân hận này là nguy hiểm, cần phải từ bỏ. Nhưng mà chỉ khởi lên cái ý nghĩ như vậy thôi vẫn không có từ bỏ được. Mà đến cái này mà bắt đầu cần có cái sự công phu tu tập về nội tâm rồi thì mới từ bỏ được. Tức là vị ấy có sân tâm, có tham dục thì vị ấy cần phải tu tập về quán bất tịnh quán để từ bỏ cái những cái tư tưởng về tịnh tướng, tức là vị ấy không tư niệm tịnh tướng mà vị ấy phải tư niệm bất tịnh tướng. Sân hận thì vị ấy cần phải tư niệm về những cái tâm từ bi hỷ xả, và vị ấy không tư niệm đến những cái chướng ngại nữa thì vì đó mới từ bỏ được. Thì đến cái giai đoạn này muốn từ bỏ được thì vị đấy cần phải thực hành thiền mới từ bỏ được tham dục sân hận. Rồi vị ấy, những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Như vậy là đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây phải có chánh tư duy. Như vậy là đoạn giảm được thực hiện. Đến cái giai đoạn này là bắt đầu đi vào thực hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo, những kẻ khác có thể có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Những kẻ khác có thể có những cái tà như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ phải có chánh kiến. Chánh kiến với tà, tà kiến với cái chánh kiến ở đây thì ví dụ như là một cái người có những cái, mình tiếp thu những cái kiến thức sai lầm ở thế gian thì cũng gọi là tà kiến. Ví dụ như là một cái người tức là người ta được học những cái kiến thức về ngã luận, thế giới luận, về nhân sinh vũ trụ, ví dụ như là chúng sinh chết rồi là hết, thì đấy cũng là một cái kiến thức sai. Hay là một chúng sinh chết rồi sẽ còn linh hồn tồn tại đi ra khỏi cái thể xác này, thì đấy cũng là những cái kiến thức sai, thì đấy cũng là những cái tà kiến. Thế những cái tà kiến thì nó có những cái tà kiến thuộc về tục đế, tức là thuộc về những cái pháp thế tục bình thường này, thì đó là những cái học thức bình thường. Còn có những cái tà kiến thì nó thuộc về những cái pháp chân đế, hay là chánh kiến nó cũng thuộc về tục đế và chân đế như vậy. Ví dụ như là một cái người người ta hiểu đúng với sự thật, hiểu đúng với luật nhân quả, thì đó là có chánh kiến và đã vượt qua được tà kiến. Mà có đấy mới là những cái tà kiến thuộc về những cái pháp tục đế. Còn những cái chánh kiến thuộc về tục đế, còn những cái chánh kiến nó thuộc về những cái pháp chân đế nữa. Ví dụ như là vị đó thấy được những cái pháp chân đế danh và sắc, thấy được cái thân con người là năm uẩn, thì cái đấy nó mới là chánh kiến, mới là cái trí tuệ để đi đến Niết Bàn. Thì cái chánh kiến nó cần phải được phát triển bằng cái cách đó là học pháp. Và thì khi mình có những kiến thức về pháp học thì cũng được gọi là chánh kiến. Một cái người có học pháp, có hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật thì cũng được gọi là có chánh kiến về tục đế. Nhưng khi thực hành pháp, chứng ngộ pháp thì mới là những cái chánh kiến nó thuộc về trí tuệ. Và khi chứng đắc được những đạo quả thì chánh kiến nó thuộc về chánh kiến siêu thế. Có những cái chánh kiến ấy nó còn ở cái hiệp thế, mà có những cái chánh kiến nó thuộc về siêu thế. Thì nói về chánh kiến này thì rất là thâm sâu như vậy. Chánh kiến nó có từ thấp đến cao, và chánh kiến này chính là trí tuệ. Thì trí tuệ thì có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì chánh kiến là như thế. Chánh kiến là do mình học, mình tư duy và mình tu tập chứng ngộ chứng đắc mà phát triển được chánh kiến. Về chánh kiến thì chánh tư duy. Tư duy ở đây có nghĩa là cái tâm nó hướng về một cái đối tượng gì đó. Ví dụ như là tà tư duy, những người khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây là có chánh tư duy. Thì tà tư duy là một cái người cứ hay suy nghĩ về dục, thì đấy là tà tư duy. Suy nghĩ về sân thì đó là tà tư duy. Suy nghĩ về những cái điều hại người khác, những cái việc làm hại như hiềm hận, sân hận, oán giận người khác, thì đấy là tà tư duy.
Còn chánh tư duy thì là hướng về ni dục, ni tham, ni sân ấy. Thì đấy là chánh tư duy. Thì từ chánh kiến thì sẽ có chánh tư duy. Cái người nào có chánh kiến, ví dụ khi người đó nghe pháp rồi bị đó suy tư đến cái pháp đấy, đấy là chánh tư duy. Bị đó hiểu đúng pháp rồi bị đó tư duy theo cái pháp đó. Ví dụ như là tư duy về bất tịnh tướng, tư duy về cái từ bi hỷ xả. Thì đấy là chánh tư duy. Có chánh kiến thì sẽ có chánh tư duy. Tư duy, chánh kiến là tuệ, còn chánh tư duy là một cái tâm sự tầm, nó hướng về một cái điều bất thiện thì nó tà tư duy. Cái tâm tầm đấy nó hướng về một cái pháp thiện thì đó là chánh tư duy. Thì đó là một người có tà kiến, vị ấy biết có tà kiến và vị ấy nhận thức ra rằng cần phải khởi lên chánh kiến để đoạn trừ tà kiến. Vì khởi lên như vậy thì đó là vị đấy có thực hành cái pháp đoạn giải. Vị ấy có tà tư duy, vị ấy biết là có cái tà tư duy này là không tốt, thì vị ấy khởi cái tâm là đoạn trừ tà tư duy đó, thì đó là cái đoạn giải, tức là để đoạn trừ, lấy cái chánh tư duy đoạn trừ tà tư duy. Cũng vậy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Thì tà ngữ là nói những cái lời mà không đúng sự thật. Tà nghiệp là có những cái hành động tội lỗi, lỗi lầm ở thân khẩu ý. Tà mạng là nuôi mạng không thanh tịnh, không chân chánh. Thì vị đó cũng phải nhận biết ra được thế nào là tà ngữ, thế nào là tà nghiệp, thế nào là tà mạng. Rồi vị ấy cũng nhận thức ra được là tà ngữ thì lấy cái gì để đối trị, đó là chánh ngữ để mà đối trị. Vậy thì vị đó khởi nên là người khác có thể tà ngữ nhưng mà ta không có, ta phải chánh ngữ. Người khác tà nghiệp, ta vẫn sống với chánh nghiệp. Dù người khác có tà mạng, ta sống với chánh mạng. Người khác có tà niệm, ta sẽ sống với chánh niệm. Người khác có tà định, ta vẫn sống với chánh định. Tà niệm là khi mà mình nhớ nghĩ đến những cái dục tham, tức là tinh tấn, là mình tinh tấn làm những cái điều xấu, thì đó là tà tinh tấn. Còn chánh tinh tấn là tinh tấn thực hành để phát triển những cái thiện pháp. Chánh tinh tấn, chánh niệm là mình nhớ đến những cái điều tốt, thì đó là ví dụ nhớ về, mình ngồi thiền nhớ về ân đức Phật, nhớ về niệm hơi thở, thì tất cả những cái pháp mình tu tập, mình nhớ nghĩ đến cái gì, nhớ nghĩ đến Phật pháp hay nhớ nghĩ đến những cái điều thiện lành, như là những cái pháp bố thí, cung kính, cung dường, những cái phước thiện mình đã làm, thì đấy cũng là chánh niệm. Còn mình nhớ lại những cái lúc mình hưởng thụ các cái dục tham, nhớ lại những cái sân hận, nhớ lại những cái người làm hại mình, rồi mình sẽ khởi lên phiền não, thì đó là tà niệm. Thì đấy là lấy cái chánh niệm để đoạn trừ cái tà niệm, lấy chánh tinh tấn đoạn trừ tà tinh tấn, lấy cái chánh định để đoạn trừ tà định. Tà định có nghĩa là một cái người đấy tu tập một cái pháp thiền định mà không chân chánh. Ví dụ như là có những người người ta tu tập những cái pháp như là chú thuật hay là người ta nhất tâm trên một cái pháp mà khiến cho nó khởi lên những cái tham ái, những cái phiền não, thì đó là những cái tà định. Hay là đôi khi tà định cũng là một cái người tu tập mà nó vị đó chưa đạt định mà vị đó tưởng mình đã đạt định, thì nó cũng sinh ra những cái hiểu sai lầm, thì đó cũng là tà định. Hoặc là vị đó thực hành cái pháp thiền định nhưng mà bị sai pháp rồi. Hay là có những người ta chế tạo ra rất là nhiều những cái pháp tu tập về tâm, làm cho tâm ức chế tâm, làm cho cái tâm nó sinh ra những cái ảo tưởng, tức là sinh ra những cái ảo tưởng, những cái tưởng tượng mà người ta lại tưởng là mình đã đắc được những cái pháp thượng nhân, giống như đắc được thần thông, đắc được đạo quả, hay là đắc được những cái pháp thiền định thâm sâu, mà thật sự ra thì đó chỉ là những cái ảo tưởng trong tâm thôi. Thì có rất là nhiều người tu tập về những cái pháp tu tập về nội tâm này thì nó rất là thâm sâu, nó rất là vi tế, rất là cao siêu, nó vượt khỏi những cái sự có thể thấy biết được những người bình thường, và rất ít người ở trên thế gian này có thể tu tập thành tựu chứng đắc được. Cho nên là
Có rất là nhiều người người ta tu tập mà sai về cái những cái pháp như là định, thần thông hay là đạo quả. Thì có thể người ta có truyền bá, truyền đạt, dạy những cái pháp đó một cách sai lầm, nhưng mà cũng rất ít người có thể nhận biết ra được. Rất ít người có thể nhận biết được cái pháp tu tập về chỉ quán, hay là những cái pháp sự tu tập chứng đắc cái pháp thượng nhân về thiền định, thần thông hay đạo quả này là đúng hay là sai. Thì đấy là cái pháp tu tập về tà định. Thì một cái người có trí tuệ có thể hiểu ra được, thì vì đó luôn có cái tự biết là ta cần phải tu tập chánh định để đối trị lại với tà định. Vậy thì đấy được gọi là cái con đường bát chánh đạo. Có bát tám cái tà đạo, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thì cần phải có thực hành tám cái chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để đối trị lại với tám cái tà đạo đó. Rồi chánh trí và chánh giải thoát. Chánh trí, một người khác có thể có tà trí, nhưng chúng ta ở đây phải có chánh trí, như vậy là đoạn giảm được thực hiện. Chánh trí, chánh giải, tà trí, tà giải thoát. Tức là có những người chưa đạt được cái trí tuệ, ví dụ như là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ quan sát duyên khởi, hay là tuệ thẩm sát. Tức là tuệ ở đây là những cái pháp về về tuệ Vipassana, về tuệ quán. Thì có những người người ta rơi vào tà tuệ. Tà tuệ có nghĩa là người ta chưa đạt được cái tuệ đấy, mà người ta tưởng là mình đã đạt được cái tuệ đấy. Thì có rất là nhiều người, người ta chưa thấy được những cái pháp chân đế, những cái danh sắc chân đế, nhưng mà do người ta có được một chút cái nội tâm, nó có được một chút xíu định tĩnh, rồi bắt đầu người ta tưởng tượng ra thế này là sắc chân đế, này là danh chân đế, hay là người ta tưởng tượng ra những cái thắng trí, những năng lực thần thông, rồi người ta tưởng là mình đã chứng đạt, chứng đắc những cái pháp đó. Thì đấy được gọi là tà trí, cái trí đấy là chưa đạt, hay là có những lúc tu tập về nó sinh ra những cái tùy phiền não. Nếu mà một cái người tu tập đến cái thiền tuệ, đúng đôi khi nó cũng sinh ra những cái phiền não quán, nó sinh ra những cái tùy phiền não. Như vị đó thấy thân mình nó tỏa ra hào quang ánh sáng, rồi vị đó thích thú, thì nó sinh ra hỉ lạc với những cái ánh sáng đó. Rồi từ cái ánh sáng đó nó phát sáng khắp toàn thân, rồi vị đó sinh ra những cái ngộ nhận, nghĩ rằng mình đã chứng đắc được cao siêu. Thì đấy được gọi là tà trí. Cái trí đấy nó chưa thật, vì nó tưởng là mình đã đạt được. Và tà giải thoát, tức là vì đó chưa chứng được những cái pháp giải thoát, tức là chưa diệt trừ được những cái câu uế, và vì đó tưởng mình đã diệt trừ những câu uế. Thì cái điều này nó cũng có, như thời Đức Phật có 500 vị tỳ kheo đi vào trong rừng tu tập. Và khi mà các vị đấy cũng tu tập thiền chỉ, thiền quán, rồi chắc là cũng đến cái giai đoạn mà các vị đấy cũng ngộ nhận, thấy mình đã chế ngự được những cái phiền não, rồi cũng có những cái tâm linh trí tuệ nó cũng phát triển, và các vị ấy nghĩ là mình đã chứng A-la-hán và trở về tịnh xá để trình bày lên Đức Phật. Thì lúc đấy cho người vào nói ý kiến Đức Phật, nói rằng có 500 vị tỳ kheo đến ý kiến Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật không có gặp, và Đức Phật bảo hãy nói với các vị ấy đi ra nghĩa địa để quán tử thi, rồi hãy về đây gặp ta. Thì khi đi các 500 vị tỳ kheo này đi ra nghĩa địa quán tử thi, thì lúc đấy có những cái tử thi của những người nữ mới chết, nó còn nguyên hình dáng và đang quăng vứt ở đấy. Thì các vị đấy khi mà nhìn vào những cái hình ảnh của những cái tử thi đấy, dục tham bắt đầu khởi lên, thì tất cả các vị đấy đều ngộ ra chúng ta chưa có đắc đạo, chưa có chứng quả. Vì lẽ này, vì cớ này cho nên là Đức Phật mới không đón tiếp, không gặp, và sai chúng ta cần phải ra đây thực hành pháp quán tử thi. Rồi sau đó các vị đấy tìm những cái tử thi đã mục rữa thối và thực hành những cái pháp quán tử thi đó, đắc định, sau đó quán về danh sắc, quán tam tướng, và lúc đấy các vị đấy mới chứng A-la-hán thật. Thì sau khi quán tử thi chứng A-la-hán hết thì các vị ấy về gặp Đức Phật, lúc đấy Đức Phật mới gặp và chứng nhận cho các vị ấy đã chứng quả A-la-hán. Thì thời Đức Phật cũng có như thế.
Đấy là cái sự tu tập là sẽ có thể là bị đó tu đúng pháp, có thể là sai pháp, cho nên là có tà trí, tà giải thoát thì phải có chánh trí, chánh giải thoát. Đức Phật nói là chúng ta cần phải biết nhận ra được tà trí và cần phải nhận ra được cái tà giải thoát để tu tập theo chánh trí, chánh giải thoát. Thì Đức Phật giải tiếp là những người khác có thể có những người khác ở đây có thể có hôn trầm, thụy miên, trạng hối hoài nghi. Chúng ta ở đây không có hôn trầm, thụy miên, họ trạng hối hoài nghi, như vậy là đoạn dạng được đoạn trừ. Thì hôn trầm thụy miên là cái trạng thái mà tâm nó nờ đờ, nó buồn ngủ, mà cái này nó không phải nó phát sinh ra từ cái nhu cầu mà cần phải ngủ nghỉ, mà nó phát sinh ra từ cái tâm lười biếng, từ cái tâm thụ động. Khi mà một cái người mà có cái tâm lý thụ động, không nhiệt tình, không hăng hái với một cái phận sự, cái nhiệm vụ mình đang làm, thì mình làm với cái gì nó cũng uể oải, nó cũng mệt mỏi. Ví dụ như là mình bắt buộc phải làm một cái việc gì đó mà cái tâm mình không muốn làm, nhưng mà mình phải cố gắng làm với cái trạng thái ép buộc, thì cái nó sẽ sinh ra cái trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Vậy nên trong cái lúc tu tập mà hành học pháp hay là thực hành tu tập cũng thế, cái người nào mà học pháp với một cái tâm ép buộc ấy, thì cái người đấy sẽ tâm nó cứ nờ đờ, nó không muốn tiếp thu, không hoan hỷ, không nhiệt tình, thì bắt đầu cái trạng thái tâm đấy là gọi là hôn trầm. Hay là cái lúc ngồi thiền cũng vậy, có những cái lúc mà mình sinh ra cái hôn trầm là do cái tâm lý của mình nó chán, nó cứ muốn đi chơi, nhưng mà do cái thời quá bắt buộc mình phải ngồi, ép buộc cái tâm ngồi thì nó cứ nờ đờ, nó không muốn chú trên đối tượng, thì cái đấy mới là hôn trầm. Chứ còn có những cái hôn trầm mà do cái nhu cầu mình cần phải nghỉ ngơi, do thân tâm mệt mỏi, thì đấy không phải là cấu uế, mà cái cấu uế là do cái tâm nó không nhiệt tình, nó thụ động, không hăng hái, không tích cực. Thì gọi là người khác ở đây có thể có hôn trầm, chúng ta ở đây không hôn trầm thụy miên chi phối người khác, có trạo hối, chúng ta ở đây không trạo hối, là đoạn giảm được đoạn trừ. Những người khác nghi hoặc, chúng ta ở đây diệt trừ nghi hoặc, như vậy là đoạn giảm được đoạn trừ. Những người khác có phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ, vậy là đoạn giảm được đoạn trừ. Thì cái này nói về những cái cấu uế như là mà phẫn nộ, hiểm hận, hư ngụy, não hại, tật đố, san tham, man trá khi cuống, ngoan cố, cấp tháo, ngã mạn, phóng dật. Đây là những cái câu ấy mà trong những cái bài kinh trước đã học, như là cái bài kinh ví dụ tấm vải đã nói rõ ràng về 16 câu ấy này. Thì ở đây là 16 cái câu ấy đấy. Thì người khác có thể có phẫn nộ, hiểm hận, hư ngụy, não hại, tật đố, san tham. Chúng ta không có não hại, hư ngụy, não tật đố, san tham, man trá khi cuống, cấp tháo đấy, thì cái đấy nó sẽ được đoạn trừ. Rồi tiếp tục là người khác có thể thân cận với bạn ác, chúng ta ở đây sẽ không thân cận bạn ác, là đoạn giảm được đoạn trừ. Thì ở đây một cái người mà thích giao du, thân cận với bạn ác cũng là một cái câu uế, cũng là một cái ác pháp, và cái ác pháp đấy cũng cần phải được đoạn trừ. Thì cái người mà thân cận với bạn ác thì người đấy sẽ trở thành cái người ác rất là nhanh chóng, và điều đó là không không chấp nhận được. Ví dụ như là khi mà Đề Bà Đạt Đa tách ra khỏi giáo hội của Đức Phật, thành lập lên một cái tăng đoàn riêng, lúc đấy có một cái vị tỳ kheo trong giáo hội của Đề Bà Đạt Đa gặp một vị tỳ kheo trong giáo hội của Đức Phật. Nên là vị tỳ kheo trong giáo hội Đề Bà Đạt Đa mới nói vị tỳ kheo trong giáo hội của Đức Phật là các bạn đi khất thực có được nhiều đồ ăn ngon không? Thì nói là chúng tôi đi khất thực thì cũng không được nhiều đồ ăn ngon lắm. Thì cái vị tỳ kheo mà ở trong cái tăng giáo đoàn của Đề Bà Đạt Đa nói rằng chúng tôi có vua A Xà Thế ngày nào cũng mang đến những cái món thượng vị rất là ngon, bạn có thể đến đây mà dùng chung bữa với chúng tôi rồi sau đó trở về tịnh xá mà tu tập. Thì cái vị này nghe và cũng đã đi đến cái tịnh xá của Đề Bà Đạt Đa và dùng những cái vật thực ngon lành sau đó trở về, thì bị các tỳ kheo phát hiện ra và nôi lên Đức Phật, và Đức Phật đã mắng trách cái vị tỳ kheo đó,
không có tán thán cái việc đó. Đó là một cái hành động thân cận với bạn ác. Vì biết đây là một cái ác nhân, biết đây là một cái người ác, một cái người bất thiện, người xấu, mà mình vẫn còn thân cận, vẫn còn qua lại, vẫn còn giao du, thì điều đó cũng là một điều xấu, chứ không phải là một điều tốt. Thì cái người thân cận với bạn ác cũng cần phải tránh, mà cần phải thân cận với bạn lành. Thì thân cận với bạn lành thì sẽ đối trị được cái cách là thân cận với bạn ác. Với người khác có thể người khác có thể thân cận bạn ác, chúng ta ở đây không thân cận. Người khác có thể lười biếng, nhưng chúng ta ở đây tinh tấn, thì đấy là đoạn giảm được đoạn trừ. Tức là nếu mà cái sự lười biếng thì lấy tinh tấn để đoạn trừ. Người khác có thể không có niềm tin, không có niềm tin về giáo pháp, về cái con đường giải thoát. Chúng ta ở đây có niềm tin thì đoạn giảm được đoạn trừ. Người khác không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Tức là nếu mà một cái người có cái tâm vô tàm vô quý thì đấy là một câu ấy, thì cần phải lấy tàm quý để đoạn trừ. Một người khác ít nghe, ít nghe và chúng người đấy phải khởi lên ý nghĩ ta sẽ là người nghe nhiều. Tức là phải lấy cái nghe nhiều để đối trị với ít nghe. Nghe nhiều đây có nghĩa là học. Có người học ít thì phải lấy học nhiều để đoạn trừ. Học ít cũng là một cái ác pháp, một cái câu uế. Những người không nghe pháp, không học pháp thì người đấy sẽ không biết đường để thực hành, không hiểu, không có niềm tin. Không học thì sẽ không thể có sự hiểu biết, không có niềm tin thì sẽ không có thể thực hành. Hoặc là vì đó hiểu nửa vời thì thực hành nó cũng nửa vời, nó không đi đến đâu. Vì vậy cho nên là cần phải học trước hành sau, cần phải có hiểu mới hành được. Vì vậy nên là cần phải học ít, học nhiều. Nên là Đức Phật cũng nói rằng người mà ít nghe biếng học, lớn già như châu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Đấy là cái người mà ít học, ít nghe giảng pháp thì cũng giống như là châu bò, chỉ phát triển về cơ bắp mà không phát triển về trí não, thì đấy cũng là điều xấu và cần phải học nhiều để đoạn trừ. Một người thất niệm, tức là không nhớ những cái cần nhớ, ví dụ như nghe pháp xong không nhớ, học kinh xong thì không nhớ, là một cái người không có trí nhớ thì cần phải có trí nhớ để đoạn trừ đó. Một người niệt tuệ thì cần phải có trí tuệ để đoạn trừ. Niệt tuệ là cái tâm mà không, tức là một cái tâm đần độn, ngu si. Mà cái tâm đần độn, ngu si này nó sinh ra có thể là do tập khí của cái người đấy, có thể là do cái ác nghiệp, mà cũng có thể là do cái sự lười biếng. Ví dụ như là có những cái người bị niệt tuệ một cách bẩm sinh, thì khi mà sinh ra người ta đã bị niệt tuệ rồi. Giống như là một cái người ta không... cái người đấy người ta bị tâm thần mãn tính thì cái đấy cũng là niệt tuệ. Nhưng mà có những cái người niệt tuệ là do một cái ác nghiệp, như là một vị tỳ kheo mà trong suốt 3 tháng không thuộc một cái câu kệ, thì đấy được, vị đấy cũng được coi như là ngu si niệt tuệ. Nhưng cái ác nghiệp đấy có thể tiêu trừ được, đó là do trong cái thời quá khứ thì đó thấy một cái vị tỳ kheo khác đang học kinh và vị đó nại và chế giễu, giống như là một cái sự nhạo báng, làm cho cái vị tỳ kheo kia không học được, tức là vị đó giống như đến phá rối, không cho người khác học pháp. Cho nên là cái đời này vị đó bị cái quả báo niệt tuệ, học không nhớ được cái gì, cứ học xong quên, học xong quên. Và sau đó Đức Phật đã dạy, tận tình dạy cho vị đó tu chứng được đạo quả, thì tự nhiên cái ác nghiệp đấy nó tiêu trừ ngay. Và vì nó lại trở thành một cái bậc có thần thông lớn, có trí tuệ lớn, tam minh lục thông tứ tuệ phân tích được. Thì có những cái niệt tuệ có thể là do ác nghiệp thì có thể đoạn trừ được. Có những cái tuệ là do những cái nghiệp nó quá mạnh từ kiếp trước, hoặc là có những cái người đến niệt tuệ là do những cái kiếp trước từng quá là nhiều đời nhiều kiếp làm súc sinh để tái sinh trở lại, nên là cái trí tuệ nó chưa phát triển. Thì đấy cũng là niệt tuệ. Thì cái người đấy muốn phát triển được thì phải nỗ lực học và thực hành thì mới phát triển được cái trí tuệ. Còn cũng có những người do lười biếng, đời này không có chịu học tập mà
chỉ có ăn để ngủ chơi bời khiến cho bị liệt tuệ. Thì đó là cái cần thì cần phải lấy trí tuệ, tinh tấn phát triển trí tuệ để đoạn trừ liệt tuệ đấy. Người khác có thể nhiễm thế tục thì cần phải lấy cái không nhiễm thế tục để đoạn trừ. Nhiễm thế tục là ví dụ như là người nhiễm những cái thói hư tật xấu, những cái tư tưởng, những cái hủ tục lạc hậu, những cái văn hóa mê lầm ở thế gian nó rất là nhiều. Ví dụ ở thế tục có rất là nhiều những cái thói hư tật xấu, như là người ta rượu chè cờ bạc, người ta chơi những cái trò chơi nó vô ích, nó nhạt nhí, hay là những cái trò chơi nó man rợ ở thế gian. Thì người ta rất là nhiều những cái trò chơi, những cái vui chơi giải trí nhưng mà không lành mạnh, mà nó hạ liệt, thấp kém, man rợ, ngu si, hay là những cái pháp, những cái tư tưởng sai lầm ở thế gian, như người ta tin vào ngày giờ tốt xấu, bói toán, cúng bái, tế lễ, tất cả những cái pháp đấy đều là những cái pháp thế tục. Nhưng mà một cái người nào mà sống ở cái môi trường có nhiều những cái ác, những cái pháp bất thiện đấy, thì người ta sẽ bị nhiễm những cái pháp đó. Ví dụ như là, nhất là đối với những người tu tập, sợ nhất là bị nhiễm thế tục. Ngày nào mà cái đời sống, nhất là đời sống tu tập ấy, mà được thanh tịnh là do xa lìa được cái đời sống thế tục. Mà cái ngày nào cái đời sống mà bị nhiễm những cái thế tục, thì lúc đấy những cái tịnh xá, những cái môi trường tu tập nó trở nên rất là hỗn náo, rất là hỗn, nó rất, nó tức là nó trở nên náo loạn. Ví dụ như là có những cái người tu tập nhưng mà do không có thận trọng, cho nên là vị đó thân cận với thế tục quá nhiều. Tức là một cái người mà thân cận với thế gian, với những cái người thế tục, mà cái người ta không tu tập, ví dụ như, thì một thời gian sau vị đó có thể bị nhiễm thế tục. Ví dụ như là có những người tu tập mà người ta bỏ bê việc tu tập, không học pháp, không thực hành pháp, nhưng mà người ta lại mải mê đánh cờ bạc, rượu chè, nhảy múa, ca hát. Người ta bỏ quên mất cái phận sự, cái nhiệm vụ của mình lúc nào không hay, mà người ta lại biến mình thành những cái diễn viên, những cái tên hề, những cái tên mà để đi mua vui cho đời. Thậm chí rằng là hay là biến mình thành những cái thầy cúng, thầy bói, thầy những cái thầy thiên văn địa lý, tức là rất, rất nhiều thứ nó bị nhiễm thế tục lúc nào không hay. Mà không làm cái phận sự của mình nữa, mà làm những cái việc mua vui cho đời, mua vui cho đời. Thậm chí là người ta giảng pháp, người ta không giảng những cái giáo pháp đi đến giải thoát giác ngộ, mà người ta lại giảng những cái pháp dạy cho người đời hưởng thụ những cái dục lạc, ngũ dục thế gian. Người ta dạy cho những cái lớp trẻ là phải yêu như thế nào cho nó hạnh phúc, rồi là người ta dạy những cái lớp trung niên là phải làm thế nào tạo ra được nhiều tiền của tài sản để mà hưởng thụ ngũ dục, dạy cho những cái lớp già là phải lễ bái cầu xin như thế nào để sinh về cõi này cõi kia. Đấy là cũng là những cái dấu hiệu, đấy là những, cũng là những cái tà pháp, hay là những cái pháp bị nhiễm thế tục, tức là do một cái người đấy chưa lìa được thế tục, hay là vẫn còn ưa thích đời sống thế tục. Nhiều người tuy là tu tập nhưng mà không tìm ra được cái sự hạnh phúc, cái an vui của cái đời sống suốt ni, mà vẫn còn cái tư tưởng, vẫn còn khao khát mơ ước cái đời sống thế tục, tức là giống như là cái tâm chưa thoát tục. Như vậy thì cần phải thoát tục để mà đối trị lại với cái nhiễm tục. Đấy là những cái cấu uế. Thế thì nói chung lại thì trong bài kinh này Đức Phật nói đến 44 cái ác pháp thì có 44 cái thiện pháp để đối trị, hay là 44 cái cấu uế thì có 44 cái pháp thanh tịnh để đối trị lại những cái cấu uế đấy. Thì những cái pháp để đối trị lại những cái cấu uế đó thì được gọi là đoạn giảm. Thì đoạn giảm ở đây trong bài kinh này Đức Phật dạy về 5 cái cách. Có 5 cái cách để đoạn trừ các cái đoạn giảm đấy. Thì thứ nhất là mình nhận biết ra được những cái đoạn giảm cần phải, những cái cấu uế cần phải đoạn trừ đấy. Như là
cái bạo hành hay là làm hại chúng sinh ấy, thì cần phải lấy cái không có làm hại đó để đoạn trừ. Cái sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hay lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm thì cần phải từ bỏ. Sát sinh, từ bỏ, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói ác khẩu, nói hay lưỡi, nói phù phiếm, từ bỏ những cái đấy đi là đoạn trừ được những cái câu uế đó. Rồi có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì lấy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định để đoạn trừ. Thế thì đấy là một những cái cách để đoạn trừ thứ nhất. Cái cách để đoạn trừ thứ hai Đức Phật dạy là khởi tâm. Một người cần phải khởi tâm để mà đoạn trừ những cái câu uế đó. Thứ nhất là mình nhận biết ra rồi. Giống như là một cái người mà mình đi khám bệnh, mình biết là trong người mình có những cái bệnh như thế này, tim gan phèo phổi nó có bệnh như thế này thế kia rồi. Đấy là cái mà mình nhận thức ra được, mình khám phá ra được hay là tìm hiểu ra được rồi. Đến cái thứ hai là mình phải khởi lên cái ý, khởi lên ý muốn là phải chữa trị cái bệnh đó. Thì cái bước thứ hai nữa là mình phải khởi lên cái tâm để đoạn trừ những cái lậu hoặc, những cái cấu uế, những cái ác pháp này. Nên là Đức Phật mới dạy là: này Kunda, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì đến thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Do vậy này Kunda, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây không sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói giáo, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, chúng ta ở đây không có tà dâm, nói dối, nói láo, nói ác khẩu, nói phù phiếm, cần phải khởi tâm như vậy. Thì cái cách thứ hai là phải phát khởi cái tâm này lên, thì mới để mà đoạn trừ. Chỉ cần mình khởi lên một cái ý nghĩ ấy, trong tâm ấy, thì cái việc phát khởi tâm này cũng rất là quan trọng. Giống như là một cái người phát nguyện ấy, giống như là một người trông thấy Đức Phật, vị đấy phát khởi lên cái tâm là mong rằng ta cũng tu tập để trở thành Phật, thì đấy là phát khởi tâm. Có những người thì trông thấy một cái vị Bích Chi Phật, vì nó khởi tâm là mong rằng ta cũng sẽ tu tập để trở thành vị Bích Chi Phật. Có người thấy một vị thần thông đệ nhất thì vị đó khởi lên ý nghĩ mong rằng ta cũng sẽ trong tương lai ta cũng sẽ trở thành một vị có thần thông đệ nhất, hay là trí tuệ đệ nhất, đa văn đệ nhất, hay là một cái vị đoạn trừ các nậu hoặc. Thì vì đó phải khởi tâm lên như vậy, rồi sau đó thì mới vị đó mới thực hiện được những cái điều này. Có những khi mình khởi tâm lên nó sẽ đoạn trừ được ngay lúc đấy. Có những kể mình khởi tâm lên nhưng mà mình phải tu tập công phu một thời gian. Có thể là từ lúc mình khởi tâm mình phải trải qua suốt một đời một kiếp, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều A Tăng kỳ kiếp mới đoạn trừ được. Nhưng phải có khởi tâm, không có khởi tâm thì không bao giờ mà có thể đạt được những cái thiện pháp đó. Thì tại sao khi Đức Phật cũng vậy, khi Ngài thuyết pháp ở trên đời, có những người thì nghe pháp, hoan hỷ với pháp, thọ trì pháp, tu tập và chứng ngộ pháp, nhưng mà cũng có người người ta nghe pháp, người ta không để tâm, người ta không quan tâm, người ta thậm chí người ta còn phỉ báng pháp, người ta không hoan hỷ. Thì từ thời xưa đến thời nay cũng vậy, cho đến thời nay cũng vậy. Có những người nghe được pháp vẫn hoan hỷ với pháp và vẫn thọ trì pháp, tu tập pháp, nhưng mà cũng có người người ta bỏ ngoài tai, không nghe. Những người người ta bỏ ngoài tai vì người ta chưa khởi tâm. Còn những cái người bây giờ mình cảm thấy hoan hỷ với pháp, mình cảm thấy hưởng ứng pháp, mình tiếp nhận pháp, và mình chấp nhận tu tập theo pháp là do mình đã có khởi tâm. Có khởi tâm, có những người đã khởi tâm từ xa xưa, từ nhiều kiếp quá khứ rồi, và cho đến bây giờ mình gặp pháp một cái là mình tiếp nhận pháp ngay, mình không có chống đối. Nhưng mà cũng có thể là có những người ở đời này bắt đầu mới khởi tâm, có thể là từ xa xưa đến giờ chưa khởi tâm, nhưng mà bây giờ có thể là do một cái nhân duyên nào đấy, được nghe một cái bài pháp từ một cái vị nào đấy, có thể từ Đức Phật, có thể từ một vị, có thể là từ một cái vị pháp sư nào đấy mà mình cảm thấy hoan hỷ thích thú, rồi bắt đầu mới khởi cái tâm. Và trước đến giờ mình hay có cái tánh thô ác bạo hành, bây giờ nghe được cái pháp là bạo hành là một cái
ác pháp. Thì vị đó khởi tâm từ nay ta sẽ từ bỏ, không đánh đập, không hành hạ, không giết hại chúng sinh nào nữa. Chúng mọi người thì để tất cả chúng sinh đều sợ chết. Mình lấy mình làm ví dụ, thì cho nên là mình sẽ không có giết hại, không có sai bảo người khác giết hại. Thì có thể khởi lên cái tâm như vậy, mình đặt cái, bản thân mình vào những chúng sinh đang bị hại kia, thì mình sẽ thấy mình cũng không có muốn bị đánh đập, mình không muốn bị chết chóc. Vì vậy nên tất cả chúng sinh khác không muốn bị đánh đập, không muốn bị hành hạ, không muốn bị giết hại. Thì khởi do mình tác ý như vậy nên mình khởi cái tâm từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Thì đấy là cần phải khởi tâm như vậy. Thì những người khác có tà ngữ, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà tuệ, tà giải thoát. Ta cần phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Vì ấy cần phải khởi tâm như vậy thì sau đó vị đó mới thực hành. Cái người nào mà cần khởi tâm mạnh mẽ thì cái người đó sẽ thực hành một cách mạnh mẽ, tinh tấn. Thì tùy theo cái mức độ, có những người người ta khởi tâm nhưng nó khởi lên một cách yếu ớt, không mạnh mẽ, cho nên là cái sự thực hành của người đó cũng có lúc thì vị đó thực hành nhiệt tình, nhưng mà cũng có lúc vị đó lại nơ nả, chán nản và lại thối nuôi, không có thực hành nhiệt tình nữa. Thì có những cái người thì khởi tâm mãnh liệt thì vị đó sẽ thực hành một cách mãnh liệt. Thì nào khởi tâm một cái ở cái mức độ yếu ớt thì vị đó sẽ thực hành một cách yếu ớt. Vậy thì ở cái bước thứ hai, Đức Phật dạy cần phải khởi tâm như vậy. Mình nhận biết ra được những câu huế đó thì mình cần phải khởi tâm lên cái ý định đoạn trừ những cái câu huế đó. Đấy là cái cách thứ hai mà Đức Phật dạy cần phải khởi tâm, giống như là một cái người ước nguyện vậy. Bước thứ ba Đức Phật dạy là cái pháp gọi là đối trị, hay gọi là tránh né, hay là đối trị này. Thì Đức Phật dạy là: này Kunda, giống như một con đường không bằng phẳng có một con đường bằng phẳng khác để đối trị. Này Kunda, giống như một bến nước không bằng phẳng có một bến nước bằng phẳng khác để đối trị. Cũng vậy, này Kunda, đối với người làm hại có sự không làm hại để đối trị, đối với người sát sanh có từ bỏ sát sanh để đối trị, đối với người lấy của không cho có từ bỏ lấy của không cho để đối trị, đối với người có tà dâm từ bỏ tà dâm để đối trị, với người nói láo, nói thêu dệt, nói độc ác, nói phù phiếm thì từ bỏ nói láo, nói thêu dệt, nói độc ác, nói phù phiếm đó để đối trị. Thì đến cái cách thứ ba là đối trị, tức là khi mà mình khởi lên một cái gì đó, tức là có những cái người ấy, thì có cấu uế nhiều, có người có cấu uế ít. Không phải là tất cả những cái cấu uế này đều có ở trong một người. Có những người thì người ta nặng về bạo hành nhưng người ta không sát sinh, thì cái người đấy cần phải lấy cái không bạo hành đó để mà đối trị. Có những người mặc dù mình đã từ bỏ sát sinh rồi nhưng mà chưa chắc mình đã từ bỏ được cái hung bạo, cái bạo hành, có thể mình không giết người nhưng mà vẫn còn có cái ý muốn đánh người. Cái đấy vì cái sự bạo hành đó gây sự gây chiến với người khác thì cũng cần phải có cái sự không bạo hành, không gây chiến này để mà đối trị. Thì mình sẽ dứt được, sẽ dứt được cả cái bạo hành đó. Thì với cái người mà lấy của không cho thì với cái người nào khi mà mình thấy rằng mình còn có cái tư tưởng là muốn sát sinh hay còn cái hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm đấy, thì bây giờ mình cần phải đối trị lại. Đó là thọ trì giới. Từ nay ta sẽ thọ trì giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối này. Thì đấy là mình sẽ thọ trì cái pháp đấy để đối trị. Thì mình thấy trong mình có những cái câu uế gì thì mình đối trị lại, giống như là một cái người có bệnh gì thì dùng đúng cái thuốc đấy để đối trị. Ví dụ như là có một cái người đấy đang có dục tham thì mình cần lấy cái ni dục để đối trị, lấy cái không có tham dục để đối trị. Cái người đấy đang có sân hận thì mình phải lấy cái ni sân, cái vô sân để đối trị. Cái vấn đề ở đây là đến cái đời sống tu tập về tâm này thì nó lại cần phải có cái pháp môn, ví dụ ni dục, ni sân,
thì là phải tu tập như thế nào. Đấy là mình không thể là chỉ khởi lên cái ý là ta sẽ ni dục ni sân được, mà lúc đấy mình cần phải tu tập đúng với cái pháp của nó. Khi có tham dục khởi lên phải tu tập quán bất tịnh, khi có sân hận khởi lên phải tu tập quán từ bi. Thì đấy là dùng đúng cái pháp để đối trị. Khi có tà kiến cần phải có chánh kiến để mà đối trị, có tà tư duy thì cần có chánh tư duy để đối trị. Khi mà khởi lên tà kiến mình biết đây là tà kiến thì cần phải khởi lên cái chánh kiến. Ví dụ như là bây giờ mình tiếp thu những cái kiến thức mê lầm ở thế gian thì rồi sau đó do mình học Phật pháp, mình nghe giảng giải, mình hiểu ra được đúng cái sự thật thì mình cần từ bỏ những cái sai lầm đấy đi. Thì đấy là mình phải lấy cái tà kiến, lấy cái chánh kiến để đối trị với cái tà kiến. Cần trước kia mình có rất là nhiều người tin tưởng theo những cái tà pháp của ngoại đạo chẳng hạn. Người ta tin như ví dụ như là có những cái đạo sĩ tu tập cái pháp thờ nửa giống như là ông giống như là ba anh em Ca Diếp, có 1000 đệ tử đều tu tập cái pháp thờ nửa, mà Đức Phật đã phải đến, đã phải dùng đến rất là nhiều cái cách thức để giáo hóa, để cho ông từ bỏ cái tà kiến đấy, từ bỏ cái quan niệm đấy, từ bỏ cái tư tưởng, từ bỏ cái hành động, từ bỏ cái nối tu sai lầm đấy. Nhưng mà không phải là dễ. Đức Phật đã phải dùng tới rất là nhiều các cái pháp thần thông khác nhau để mà nhiếp phục, để mà giáo hóa, để mà đối trị, để mà diệt trừ được cái lòng chấp thủ, cái sự ngã mạn về cái tà kiến đó. Và suốt một thời gian rất là dài thì mới giáo hóa được Quên U, được cái ông, được ba anh em Ca Diếp này. Thì đấy là người có tà kiến thì cần phải có chánh kiến. Về sau thì Đức Phật đã giảng những cái chánh pháp, thuyết giảng lên các cái sự thật, nói về khổ vô tập diệt đạo, hay là một cái người ví dụ như là người ta chấp là thường lạc ngã tịnh, cho rằng là mọi thứ là thường, cho rằng là lạc là có tự ngã, thì cần phải đoạn trừ bằng cái cách là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Mọi người có cái tư tưởng cho rằng là cái thân năm, cái thân tứ đại này là xinh đẹp thì cần phải quán bất tịnh, thì đấy là lấy cái chánh kiến để đoạn trừ tà kiến, lấy chánh tư duy để đoạn trừ tà tư duy. Cái người nào mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để đối trị. Thì tất cả những cái cấu uế khác đều lấy những cái pháp thanh tịnh để đối trị, hư ngụy não hại tật đố san tham. Thì tất cả những cái pháp đó thì đều có một cái pháp để đối trị lạ. Thì đấy là cái sự tu tập về về tâm, là có cái pháp để đối trị lại. Vậy thì mình thường xuyên mình quan sát những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình có những cái ác pháp nào, thì mình cần phải lấy một cái thiện pháp ở ngay thân hành, khẩu hành, ý hành đó để đối trị với những cái ác pháp đó. Đấy là cái phương pháp là đối trị lại. Rồi đến một cái phương pháp thứ ba, Đức Phật dạy bằng cái cách hướng thượng, tức là đoạn trừ những cấu uế, những ác pháp này bằng cái pháp hướng thượng. Nên Đức Phật dạy này Kunda, ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy này Kunda, con người không làm hại hướng thượng đối với người làm hại, người từ bỏ sát sinh hướng thượng đối với người sát sinh, người từ bỏ của không cho là hướng thượng đối với người lấy của người khác. Thì cái này là mình sẽ suy xét đến cái phương diện là cao thượng và hạ niệm, để mà đoạn trừ những câu uế đó. Những người đó cần phải biết rằng là một cái người mà bạo hành, tức là người ta hay có cái sự làm hại những người khác, thì người, với một người không bạo hành thì cái người mà không bạo hành đấy là cao thượng, còn cái người bạo hành là hạ niệm. Ví dụ như là mình nhờ, vậy thì bây giờ một cái người khác đến bạo hành mình thì sao? Mà nếu người khác mà đến người ta làm hại, người ta đánh mình, thì ai cao thượng hơn ai? Cái người đánh sẽ là hạ niệt, còn người không đánh là cao thượng. Nhưng mình đánh lại người ta là sao? Thì lúc đấy thì mình cũng hạ niệt. Như vậy thì với một cái người sát sanh là hạ niệt, không sát sanh là cao thượng, sát sanh là hạ niệt. Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối là cao thượng,
trộm cắp, tà dâm, nói dối là hạ nhiệt. Thì đấy là cái hạ thiệt do mình nhìn về cái thiện, cái ác. Nhưng mà mình có thể nhìn về cái quả của cái nghiệp thiện ác đó nữa. Ví dụ như là biết là cái người mà làm hại người, hại vật, hại chúng sinh khác, thì cái người đấy sau này sẽ đi vào những cái cõi đọa xứ thấp kém, tái sinh làm địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Còn những cái người mà không có bạo hành thì sau này người ta sinh về những cái cõi an vui, hạnh phúc. Những người nào mà làm những cái việc ác về thân khẩu ý thì sau này cái người đấy sẽ phải đi về những cái đọa xứ. Trong kinh Đức Phật đã giảng dạy, đã diễn đạt, đã nói rất là nhiều về những cái tấm gương của những cái người làm việc ác phải đọa vào cõi khổ, làm việc lành thì được hưởng những cái phước lành cao thượng. Thì cái điều đó là chắc chắn rồi. Thì một cái người suy xét về cái sự cao thượng và hạ nhiệt, thì mình biết là những cái hạ nhiệt là những cái xấu xa, là những cái cần phải buông bỏ. Còn cái cao thượng thì là những cái cần phải hướng đến. Thì pháp của Đức Phật là có khả năng hướng thượng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng là vậy. Cái pháp, tất cả những cái sự thực hành pháp chỉ có sự hướng thượng, tức là càng ngày vì đó càng trở nên cao thượng hơn. Cao thượng hơn là vì càng cao thượng hơn thì nó càng đoạn trừ những cái hạ nhiệt, nó càng đoạn trừ những cái thấp kém. Một cái người mới thọ trì pháp, thực hành tam quy ngũ giới là vì đó đã đoạn trừ được những cái bất thiện về sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối này rồi. Còn cái vị đó tu tập về tâm thì vị đó lại hướng lại cao thượng hơn nữa, vị đó đã đoạn trừ những cái tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trợ hối, hoài nghi, rồi là vị đó lại tu tập theo bát chánh đạo, phát triển chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì vị đó lại đoạn trừ được bát tà đạo. Vị đó tu tập mà chứng đắc đến các cái đạo quả, vị đó đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tức là vị đó càng tu tập cao hơn thì cái mức độ cao thượng của vị đấy lại càng đoạn trừ được những cái hạ nhiệt. Còn khi mà tu tập đến cái sự viên mãn thì vị đấy đoạn trừ hết tất cả những câu uế phiền não, không còn dư sót. Thì đấy là cái pháp càng tu tập thì vị đó càng tiến cao, vị đó càng trở nên cao thượng hơn, để trở thành những cái bậc thượng nhân, những bậc thánh nhân. Còn những người mà không tu tập thì người ta sẽ chìm đắm ở trong cái sinh tử, trong cái khổ đau, trong cái ác đạo. Đấy là về phương diện cao thượng và hạ nhiệt để đoạn trừ những câu uế. Rồi đến cái pháp thứ năm, pháp cuối cùng là cái sự tu tập để giải thoát hoàn toàn. Sự tu tập để giải thoát hoàn toàn các cái câu uế phiền não này. Thì Đức Phật dạy là: này Kunda, con người tự mình rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình này không thể xảy ra. Này Kunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo người bị rơi vào bùn lầy, sự tình này có xảy ra. Này Kunda, con người tự mình không nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình này có xảy ra. Cũng vậy, này Kunda, với người làm hại, không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát. Với người sát sanh, từ bỏ sát sanh đưa đến hoàn toàn giải thoát. Với người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho đưa đến hoàn toàn giải thoát. Với người tà dâm nói dối, từ bỏ tà dâm nói dối đưa đến hoàn toàn giải thoát. Thì đến cái pháp cuối cùng thứ ba này, cái pháp thứ năm, thì Đức Phật dạy là một cái người nào mà muốn dẫn dắt một cái người khác, muốn kéo một cái người khác ra khỏi cái khổ đau, thì cái người đấy phải giải thoát khổ đau. Ví dụ như là một cái người đấy không bạo hành thì người đấy có thể dạy giáo dục một người khác là hãy sống không bạo hành. Cái người đấy mà còn có cái làm hại người thì vì đó không thể nào dạy người khác là hãy từ bỏ làm hại người. Một cái người đấy phải không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối thì mới có thể hướng dẫn cho người khác, mới có thể giáo hóa người khác là hãy từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu.
Thì tất cả những cái pháp đấy thì vị đấy cần phải tự mình giải thoát hoàn toàn. Cái vị đó tự mình giải thoát hoàn toàn thì cái vị đó cũng có thể giải thoát được cho người khác. Ví dụ như là Đức Phật, khi mà Đức Phật chưa thành đạo, lúc đấy Ngài còn đang trên cái con đường tu tập, thì Ngài cũng không có giáo hóa được ai, không có dẫn dắt được ai. Nhưng mà khi mà tu tập thành đạo rồi, Ngài có đã giác ngộ ra được các sự thật, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ, thì Ngài mới có thể giảng dạy và dẫn dắt người khác giác ngộ được như mình. Đây là khổ, giác ngộ được về các cái sự thật. Và khi mà Ngài đã đoạn trừ được hết những cái cấu uế phiền não tham sân si rồi, Ngài mới có thể giáo hóa dẫn dắt người khác đi đến đoạn trừ phiền não tham sân si được. Ngài đã hoàn toàn giải thoát, Ngài mới có thể dẫn dắt người khác đến hoàn toàn giải thoát được. Chứ bây giờ một cái người mà không có thọ trì giới, nhưng mà mình lại luôn luôn dạy bảo giáo dục người khác là phải sống, phải giữ giới. Một cái người không chưa thành tựu được định, được tuệ, nhưng mà mình lại luôn luôn muốn người khác thành tựu được định tuệ, thì sự tình ấy nó không thể xảy ra. Nhưng mà cái điều đó thì nó có thể có ở thế gian, ở trên cuộc đời này có rất là có nhiều những cái người như vậy. Ví dụ như là có rất là nhiều những cái người có chức quyền, hay là những cái người đấy là những cái vị thầy dạy những cái kiến thức ở trên đời, người ta không có đạo đức, người ta sống rất là tham lam, người ta sống rất là có những cái ác pháp, tức là những cái người ta làm rất là nhiều những cái việc tội lỗi. Nhưng mà hễ ai mà người khác, nhưng người ta lại luôn luôn là giáo huấn người khác là phải sống thật thà chân thật, nhưng mà người ta rất là gian dối, người ta luôn luôn huấn luyện người khác là phải sống nhân từ bác ái, nhưng mà người ta lại rất là độc ác, rất là gian tham nguy hiểm, xảo trá ở trên đời. Thì cái chính vì vậy cho nên là ở trên đời này người ta rất là rối loạn, nó rất là rối ren, bởi vì những cái người đi trước người ta nói nhưng mà người ta không làm, người ta chỉ nói, người ta chỉ muốn nói người khác là hãy làm đi, hãy làm đi, nhưng người ta không làm. Ví dụ như là có những cái vị vua, người ta lệnh cho quân đội đi chiến tranh, đi đánh nhau, nhưng mà từ người ta ở nhà người ta hưởng ngũ dục thế gian, người ta không xông pha ra trận, thì dân chúng cứ ra trận và cứ chết như đã. Thì đấy là cái những cái pháp ở đời là như vậy. Pháp ở đời người ta không đem lại được cái khổ đau, không đem lại được cái an vui cho đời, không đem lại được cái hạnh phúc cho đời, bởi vì chính người ta là cái người chưa thoát khỏi những cái ô nhiễm, những cái vũng nầy, những cái bùn nầy. Vậy thì một cái người mà có thể đem lại được cái sự hạnh phúc cho mình, thì cái người đấy cũng sẽ đem lại được hạnh phúc cho người. Cái người nào mà còn khổ đau thì mình không thể đem lại hạnh phúc được cho người. Như vậy một cái người nào có tu tập về giới, thì cái người đấy có thể là từ thân giáo, từ khẩu giáo, từ ý giáo, có thể khiến cho người khác cũng sẽ tu tập về giới. Người nào tu tập về định thì người đấy cũng có thể hướng cho người khác tu tập về định. Người nào tu tập về tuệ, người nào diệt trừ được những cái cấu uế, những cái ác về thân khẩu ý, người đó cũng có thể giúp cho người khác diệt trừ được những cái cấu uế, những cái ác bất thiện pháp về thân, về khẩu, về ý. Thì như ở trong này Đức Phật nói về 44 cái cấu uế đó, đó là làm hại thì cần phải từ bỏ làm hại, phát sinh trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hay là những cái tà pháp, thì cần phải có những cái chánh pháp để đoạn trừ. Thì đó là nói về 44 cái cấu uế, thì có 44 cái pháp thanh tịnh để đoạn trừ đó. Đó là bạo hành thì nếu không bạo hành thì đoạn trừ, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối thì đoạn trừ. Nói ác, nói phù phiếm, tham dục, sân hận thì không nói ác, không phù phiếm, không tham dục, không sân hận để đoạn trừ. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định thì không tà kiến, không tà tư duy, không tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà giải thoát. Thì lấy cái tránh đó để diệt trừ cái tà. Hôn trầm thì không hôn trầm để diệt trừ, trạng hối thì lấy không trạng hối để giải thoát.
Hoài nghi thì lấy không hoài nghi để giải thoát. Phẫn nộ thì lấy không cái phẫn nộ để giải thoát. Thân cận bạn ác thì thân cận bạn hiền để giải thoát. Tinh tấn thì giải thoát lười biếng. Có niềm tin thì thoát khỏi cái không có niềm tin. Có tàm có quý thì thoát khỏi vô tàm vô quý. Học nhiều thì thoát khỏi cái ít học. Có chánh niệm thì thoát khỏi thất niệm. Có trí tuệ thì được giải thoát khỏi niệt tuệ. Và một cái người sống thanh tịnh thì thoát khỏi cái nhiễm thế tục. Đấy là 44 cái pháp cấu uế ở trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy về kinh Đoạn Giải. Tức là đoạn trừ, đoạn diệt những cái cấu 44 cái cấu uế này. Trong cái cuối bài kinh thì Đức Phật dạy này Kunda, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giải, ta đã giảng và pháp môn khởi tâm, ta đã giảng pháp môn đối trị, ta đã giảng pháp môn hướng thượng, ta đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này Kunda, những việc gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này Kunda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống, ngôi nhà không tịnh. Này Kunda, hãy hành thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Maha Kunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì đây là cái bài pháp này thì Đức mang cái tính giáo dục rất là cao, chỉ dạy, hướng dẫn cái đạo nộ tu tập, con đường tu tập, cách thức tu tập, chỉ rõ ra cái gì cần phải tu tập như thế nào, những cái cấu uế nào cần phải được đoạn trừ bằng một cái thiện pháp, một cái ác pháp nào thì cần phải được đoạn trừ bằng cái thiện pháp nào, giống như là cái căn bệnh nào thì cần phải được điều trị bằng những cái thứ thuốc như thế nào, thì đã được Đức Phật chỉ dạy một cách rõ ràng tường tận như thế rồi. Còn cái việc của cái người nghe xong học xong cần phải thực hành, mà thực hành là thực hành cái gì? Đó là thực hành thiền. Chỉ có thực hành thiền thì mới đưa đến đoạn trừ hoàn toàn được những câu ấy này. Nên là Đức Phật mới dạy đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống. Hãy thực hành thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Vậy thì cái con đường cuối cùng là để đưa đến đoạn trừ tất cả những cái cấu uế đó, những cái khổ đau, những cái nguyên nhân của khổ đau đó, để đạt đến cái sự an vui, để chấm dứt khổ đau đó. Đó chính là con đường thực hành thiền, không có con đường nào khác. Mình chỉ giữ giới thôi mà không hành thiền, không đoạn trừ được hết, mà chỉ đoạn trừ được nửa vời thôi. Và thực hành thiền định, dù mình có chứng các cái tầng thiền đi chăng nữa, thì đó là hiện tại lạc trú, tịch tĩnh trú, chứ cũng chưa đoạn trừ được những cái cấu uế, những cái ác pháp này, mà cần phải thực hành thiền tuệ. Vậy thì có nghĩa là cần phải thực hành cả giới định tuệ. Đấy là cái lộ trình tu tập. Thì bằng những cái cách diễn đạt khác nhau, bằng cách giảng giải khác nhau, nên là Đức Phật chỉ nói về những cái sự thật về khổ, về nhân sinh là khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ mà thôi. Thì chính cái con đường đưa đến diệt khổ này chính là thực hành thiền, là cũng là thực hành bát chánh đạo. Thì đó là con đường đưa đến diệt khổ. Khi nào mình đoạn trừ được hết tất cả những cấu uế này là mình đã diệt được khổ. Khi nào mình hiểu ra được những cái cấu uế này, đấy là mình hiểu ra được cái sự thật về nhân sinh ra khổ và sự thật về khổ, là chết sầu bi khổ ưu não. Thì trong đó nó cũng có những cái cấu uế này, những cái dục tham, những cái vô minh tham ái chấp thủ này, cái nhân sinh ra khổ nó cũng có ở trong những cái cấu uế này. Vậy thì Đức Phật nói chỉ nói về các cái sự thật là như thế, đó là nói về bốn sự thật là khổ tập diệt đạo mà thôi. Thì bằng những cái cách diễn giải, những cái cách diễn đạt, những cái cách giải thích khác nhau, mà có những cái bài kinh khác nhau, nhưng mà bài kinh nào cũng chỉ nói về các sự thật như thế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế mà thôi. Thì đấy là cái ý nghĩa nội dung của cái bài kinh Đoạn Giải. Giờ sẽ trả lời các câu hỏi.
Dạ con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Con kính bạch sư ạ, do tham ái sinh nên chấp thủ sinh. Tham ái là nhân, chấp thủ là quả. Pháp ái là tham ái pháp. Vậy tham ái pháp là được hiểu như thế nào ạ? Ấy, tức là ý muốn nói ở đây là có sáu căn nó tham ái với sáu trần, với cái sáu cảnh trần. Nhưng mắt thì tham ái với sắc, tai tham ái với âm thanh, mũi tham ái mùi hương, lưỡi tham ái vị, thân tham ái với xúc và ý tham ái với pháp. Pháp ở đây là chính là năm cái cảnh trần ở trên ấy. Ví dụ như là khi mà mắt mình nhìn trực tiếp thì đó là nhãn thức nó tham ái với cảnh sắc. Nhưng mà cái lúc mà mình ngồi mình nhớ lại với cái sắc mà mình đã từng thấy trong trước đó, thì lúc đấy nó là cái ý của mình nó gợi nhớ lại về cái cảnh sắc, rồi nó lại khởi lên tham ái, thì cái đấy nó gọi là ý tham ái với pháp. Rồi cái ý của mình nó lại tưởng nhớ đến những cái âm thanh mà mình đã từng nghe, những cái mùi, cái vị, cái xúc mà mình đã từng tiếp xúc trước đó, thì cái lúc đấy là ý tham ái với pháp. Ý nó có thể tham ái sau khi mà các căn nó tiếp xúc với cảnh trần, đôi khi nó cũng có thể tham ái trước khi mà các căn tiếp xúc với cảnh trần. Ví dụ nó nghĩ là ngày mai mình sẽ được ăn một cái món rất là ngon, thì ngay cái lúc đấy nó chỉ khởi lên một cái ý như vậy là nó đã khởi lên cái tham rồi, tham ái nó đã khởi lên rồi. Đấy là cái ý tham ái với pháp là như thế. Nó chưa, các căn nó chưa tiếp xúc với cảnh, hoặc là nó đã tiếp xúc với cảnh mà nó, cái ý đó nó tưởng nhớ lại. Và trong khi nó tiếp xúc với cảnh, cái ý nó cũng tưởng nhớ, nó cũng khởi lên. Tức là cái ý nó có khởi lên trước, nó khởi lên trong khi đó mà nó khởi lên sau đó. Đối với các cái cảnh trần đó, với năm căn mà tiếp xúc với năm cảnh, nó đều lưu lại ở trong ý căn, và cái ý căn nó khởi lên. Thế thì gọi là ý tham ái với pháp là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh. Dạ, bạch sư, tưởng có phải là sự lưu trữ, ghi lại thông tin sau khi tâm tiếp nhận cảnh không ạ? Tưởng, nếu mà nói đến cái chữ lưu trữ thì nó lại không còn đúng nữa, mà nó chỉ là tưởng nhớ lại thôi. Tưởng nhớ lại, chứ nó không có cái ý nghĩa là lưu trữ cái gì hết. Thì ví dụ như là mình đã từng gặp một cái người nào đó, rồi hôm sau mình gặp lại người đó, mình nhớ ra à cái người này có tên như thế nào, họ là ai, thì cái đấy là tưởng đấy. Tưởng là tưởng nhớ, nhớ lại những cái mà mình đã từng thấy, hoặc mình đã từng nghe, từng tiếp xúc, và nó còn ghi nhớ vào cái lúc đấy, nó chợt tưởng nhớ đến, thì đó là tưởng. Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Dạ con kính bạch sư, khi tâm khởi lên ý muốn cử động cánh tay thì sẽ sinh ra phong đại khiến cánh tay di chuyển ở sát na tâm nào trong một lộ trình tâm ạ? Khi mà cái ý căn mà nó, khi mà mình khởi lên một cái, làm một cái gì, nó cũng phải có cái ý muốn nó khởi lên trước. Thì ví dụ như là mình cái nó tạo ra cái sắc do tâm sinh. Cái lúc đấy thì nó tạo ra cái sắc do cái tâm nó sinh. Rồi là cái sắc nó có đất nước lửa gió, thì khi mình cử động cái thân này thì đặc biệt là cái phong đại nó nổi trội, thì cái gió của cái sắc do tâm sinh nó đập vào cái gió của sắc do nghiệp sinh, nó đập vào cái gió của gió mạng căn, thì lúc đấy thì nó sinh ra những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái bước đi, thì cái sắc do tâm sinh đấy nó khởi lên cùng với cái thức, cùng với cái tâm thức, cái tâm mà thì tâm tâm sở với cái sắc do tâm sinh nó cùng khởi lên với nhau, tức là cái ý muốn đấy nó khởi lên, nó cũng có thức, có xúc, có thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần thị dục, thì tất cả những cái tâm tâm sở và cái sắc do tâm sinh đấy nó khởi lên cùng một lúc, cùng với cái cử động đấy nó khởi lên cùng lúc với nhau. Dạ con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Tâm. Dạ con kính bạch sư, như vậy pháp khởi tâm chính là như lý tác ý đúng không ạ? Pháp khởi tâm tức là ý cái nó muốn hỏi rằng là
tâm thiện hay tâm bất thiện, hay là những cái tâm gì nó khởi lên là do như lý tác ý, tức là những cái như lý tác ý thì nó khởi lên những cái tâm thiện, còn phi như lý tác ý thì nó khởi lên tâm bất thiện. Thế thì một cái người khi mà một cái ý môn nó hướng một cái cảnh gì đó thì nó cũng sẽ tác ý, ví dụ như là nó thấy cái cảnh này là vô thường của vô ngã, đó là như lý tác ý. Thì những cái nộ trình tâm, tốc hành tâm, bảy cái chặt tốc hành tâm nó khinh lên theo, thì đó là như lý tác ý, thì nó là bảy cái tốc hành tâm thiện. Còn nếu như vị đó mà phi như lý tác ý là thường là ngã tịnh, thì nó sẽ khởi lên theo những cái tốc hành tâm, nộ trình tâm bất thiện. Thì là như lý tác ý nó khởi lên trước, rồi sau đó những cái tâm thiện hay bất thiện nó mới khởi lên sau. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Bảo. Dạ, con kính bạch sư, các pháp thiền dù chỉ là hiện tại lạc trú nhưng nó có vai trò và sự hỗ trợ như thế nào đối với việc khởi lên như lý tác ý, sự khởi tâm đúng đắn ạ? Bởi vì con thấy tâm mình bị tham, sân, chi phối, rất khó để cho con có thể khởi lên được. Cái pháp thiền thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái tâm, những cái mức độ trí tuệ rất là thâm sâu, những cái tâm thiện có thể là nó sẽ làm nền tảng cho như cả những cái tâm thiện hiệp thế hoặc là những cái tâm thiện siêu thế có thể khởi lên theo được. Vì đấy là sau khi mà vị đó xuất ra khỏi thiền, vị đó xuất ra khỏi thiền thì cái tâm vị đó rất là định tĩnh. Vì nó có thể thấy được những cái sắc chân đế, danh chân đế, thấy được tính sinh diệt của nó, thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã của nó. Thì đấy là cái thiền định. Đấy. Cái lúc mình trú ở trong thiền định thì chỉ là hiện tại là trú. Nhưng khi mình xuất ra khỏi thiền định rồi, thì mình dùng cái tâm nhu nhuyễn, định tĩnh đó để mà tác ý đến những cái pháp thâm sâu, thủ thắng ấy. Thì cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ thấy được những cái pháp đấy một cách rõ ràng và dễ dàng. Thì vì mình thấy được những cái pháp đấy thì những cái trí tuệ rất là thâm sâu nó khởi lên, nó có thể khởi lên tuệ đạo, tuệ quả. Vì đó quán vô thường, nó sẽ đoạn trừ được những cái tà kiến về thường, quán về khổ. Thì nó đoạn trừ được cái tà kiến về lạc, quán về vô ngã, đoạn trừ được cái tà kiến là mình có tự ngã. Rồi nhờ vậy mà vị đó đoạn trừ được tham dục, sân hận, si mê, tà kiến. Rồi vị đó chứng được Niết Bàn, đoạn được hết tất cả các nậu hoặc cũng nhờ đó. Vậy thì đấy là cái sự mà nhờ cái pháp thiền có thể hỗ trợ cho trí tuệ của mình phát triển càng lúc càng cao hơn. Nhưng mà vị đó không có tham ái với những cái tầng thiền đấy. Vị đó không có trú ở trong đấy quá lâu, vị đó cần phải xả ra, xuất ra, và vị đó cần phải tinh tấn thực hành thiền quán nữa thì vị đó mới đạt được điều đó. Còn nếu mà vị đó không nỗ lực hành thiền quán, vị đó chỉ trú ở thiền định thì vị đó mới không đạt được cái trí tuệ đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Đăng. Dạ, con thưa sư ạ, chúng con làm việc ở công ty, đôi khi có những tranh luận xảy ra vì sự bất đồng quan điểm trong cách xử lý tình huống trong công việc. Có những trường hợp không thể phân định đúng sai vì mỗi người đều có ý đúng. Và do đó, hai bên cứ thế khăng khăng quan điểm của mình. Và điều này khiến ảnh hưởng đến sự hòa thuận và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp ở trong công ty. Dạ, con kính thưa sư, trong trường hợp này chúng con cần phải làm gì ạ? Những cái mâu thuẫn nó khởi lên trên đời là do mình cứ quan trọng cái tự ngã của mình quá. Như là ai cũng muốn thể hiện cái tôi, cái ta. Thì một cái người mà còn tham ái, còn chấp thủ nhiều, thì cái người đấy sẽ hay bảo vệ cái quan điểm của mình, cho mình là đúng, người khác là sai. Còn những cái người nào mà phát triển được cái trí tuệ nên rồi, quán là vô thường, khổ, vô ngã, tức là quán cái sự tranh chấp này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Những cái suy luận đấy mình quán bên trong mình, quán người khác. Tức là cái người nào mà có thực hành pháp ấy thì hóa giải được cái chuyện đó, mà không để lại những cái nó không để lại những cái phiền não
cái phiền não ở trên đời. Nên tất cả những cái sự tranh chấp đấy nó chỉ sinh ra từ những cái phiền não mà thôi. Có người thì nặng về tâm sân mà tranh chấp, có cái người thì nặng về ngã mạn mà tranh chấp, có cái người thì nặng về tham ái mà tranh cãi, có cái người về vô minh tà kiến mà tranh cãi. Vậy thì phải tu tập những cái pháp này thì nó sinh khởi nên trí tuệ. Nên những cái người mà có trí tuệ, tức là cái người có trí thì mới biết được người có trí, và cái người có trí mới biết được cái người này là người ngu. Cái người này, vậy thì người nào mà có trí tuệ vượt hẳn lên rồi thì mới phân định ra được à đây là đúng đây là sai. Còn nếu như mà tất cả những cái người đấy mà tranh cãi không tìm ra được cái sự thật thì đấy là tất cả mọi người đấy đều còn là người ngu. Vì người ngu không biết mình ngu, người ngu thì mới tưởng mình là có trí. Thì cứ vậy mà cãi nhau hoài thôi. Người ngu sống với nhau thì cứ cãi nhau hoài. Khi nào trong một cái nhóm người ngu đấy có một người có trí xuất hiện thì lúc đấy mới giải quyết được vấn đề. Vậy thì cần phải bỏ qua được những cái phiền não đó. Thì lúc đấy mình có thể đại tâm từ để bớt những cái phiền não đấy đi, thì cái tâm nó sẽ định tĩnh hơn. Có thể quán sát bằng trí tuệ, biết nó chỉ là phiền não thì mình diệt trừ những cái phiền não đó thì nó sẽ hết. Thì quán được cái thân năm uẩn ấy, sắc thọ tưởng hành thức nó là vô thường khổ vô ngã ấy, thì cái gì nó cũng diệt trừ được hết, tất cả những cái rối ren gì ấy, thì nó cũng hóa giải được. Còn những người nào mình chưa thấy năm uẩn nó là vô thường khổ vô ngã thì vì còn tham ái còn chấp thủ cho nên là nó sẽ còn tranh cãi còn lâu dài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịnh. Dạ, con kính bạch sư, một người trong bùn không thể kéo người khác ra khỏi vũng bùn. Vậy một người đang ở trong vũng bùn có thể tự mình kéo mình ra khỏi vũng bùn được không ạ? Hay là vị đó vẫn cần phải nhờ đến một người đã ra khỏi vũng bùn kéo mình ra ạ? Cái người mà có thể tự mình ra khỏi bùn này được ấy, thì trên đời này chỉ có hai người có thể tự mình ra khỏi bụng này mà không cần người khác kéo, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác và Đức Phật Độc Giác. Chỉ có Đức Phật ấy, thì mới tự mình là gọi là bậc tự tu, mà bậc ấy là những bậc vô sư trí, những cái bậc không có thầy, tự mình ở trong bùn này và nhận biết ra được đây là bùn này và vượt qua được bùn này đó, đó là Phật Chánh Đẳng Giác. Đôi khi Phật Độc Giác cũng tự mình suy tư quan sát, mà cũng có những vị Phật Độc Giác thì có các vị Phật Độc Giác trước, hoặc là có những vị Bồ Tát giảng dạy chỉ nối cho để mà chứng ngộ. Thì chỉ có hai bậc đấy. Còn lại ngoài hai bậc đấy ra thì ai cũng phải có người chỉ đường hết, không có ai là nói là tự mình mà có thể ra được khỏi bùn này hết. Ví dụ Đức Phật không ra đời thì hay là những cái người ta không học Phật pháp, người ta có bao giờ người ta nghĩ tham là xấu đâu, mà người ta sân là xấu, thậm chí người ta sát sinh người ta mà không xấu. Tôi sát sinh, tôi ăn thịt những con vật khác không có xấu. Thậm chí người ta giết người, người ta cũng bảo là không xấu. Vì người ta bảo cái người đấy có thù hận hay đáng chết, người tôi phải giết. Rồi người sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu. Đối với cái người không học Phật pháp, người ta bảo đấy là không xấu, đấy là bình thường. Rồi những cái tâm tham dục, sân hận, si mê, tà kiến, thì tất cả những cái cấu uế phiền não này, với người không học Phật pháp, người ta bảo không xấu. Đấy là người ta ở trong bùn, nhưng mà người ta bảo đây không phải bùn. Mà đây là... đây là cái chỗ của tôi ở, giống như là con giòi ở trong đống phân ấy. Nó bảo nó là đấy là phân hôi thối, tránh đi, bảo không, đây là cái chỗ ở lý tưởng cao đẹp nhất của tôi, đây là lâu đài của tôi, đây là ngọc ngà báu vật của tôi, không bao giờ xa lìa được. Đấy là cái người ở trong bùn, không thoát ra được khỏi bùn là vậy. Chỉ có Đức Phật mới thoát ra được. Còn tất cả đều nhờ pháp của Đức Phật chỉ dạy, trực tiếp Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật hoặc giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy cho biết rằng đây là bùn đời, đây là ô uế, đây là khổ đau, đây là con đường thoát khổ đau, đây là con đường là cách thức thoát ra khỏi bùn đời. Thì ai cũng thế, cần phải học pháp, cần phải có thầy chỉ đường, vận rồi sau đó mới ra được khỏi bùn đời, chứ không thể tự mình mà nhận biết ra được bùn đời. Mình sinh ra ở trong bùn đời, sinh ra trong xác thối, mình tham ái với xác thối đâu có muốn bỏ, thì chi mà có người chỉ cho đấy là xác thối hay ra đi.
khi ra rồi mình nhìn lại mình mới thấy nó thối, mình còn trong mình sẽ không thấy thối, trong bùn thối mình sẽ thấy nó thơm, mà khi ra khỏi bùn này mới thấy là thối. Giống như là chúng sinh ở cõi người này, mình cứ tưởng là mọi người thơm tho lắm, yêu quý lại ôm ấp, nhưng mà khi chư thiên ấy, người ta xa 100 dặm người ta đã thấy mùi thối của con người rồi. Ấy thì người trong bùn như thế mình không thấy bùn tanh, khi ra khỏi bùn mới thấy bùn nó tanh. Và có người khác chỉ dạy, có những chỉ có Đức Phật thì không cần người chỉ dạy, tự ra được. Còn tất cả mọi người khác ra được là do pháp của Đức Phật chỉ dạy mới ra được. Dạ, con xin đọc các câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Câu hỏi thứ nhất, dạ con kính bạch sư, ở trên Đức Phật có nói rằng các thiền chứng không phải là hạnh đoạn giảm, nhưng ở cuối bài Đức Phật có bảo ngài Chunda phải đến một nơi yên tĩnh hành thiền định. Con kính bạch sư, việc tu tập thiền định và việc khởi tâm tác ý đoạn giảm có liên quan và hỗ trợ nhau như thế nào trên con đường tu tập để chứng ngộ Niết Bàn ạ? Cái pháp mà Đức Phật dạy thì đầu tiên là mình phải nhận thức ra như vậy, rồi sau đó mình khởi tâm như vậy rồi mới đến thực hành, tức là mình học và rồi sau đó thực hành. Thì cái bài pháp của Đức Phật là cái sự giáo dục, tức là nói nên cái lộ trình như thế, sau đó mình cần phải thực hành theo. Thì ví dụ như là một cái người đấy có những cái cấu uế đó nó quá là mạnh, thì vị đó muốn thực hành thiền, vị đó cũng không hành được, vị đó cần phải đoạn giảm, và cần phải đoạn, có thể là lúc đầu thì chưa đoạn trừ hoàn toàn, nhưng mà có thể đoạn giảm, làm giảm bớt nó đi. Vị đó phải giảm bớt cái dục tham sân hận, đoạn giảm bớt những cái phẫn nộ hiềm hận, ngã mạn tật đố san tham, thì những cái đấy nó phải giảm bớt đi đã thì vị đó mới hành thiền được. Khi hành thiền nó mới không còn vọng tưởng đến những cái điều đó nữa thì vị đó mới vào định được. Thì lúc này nó mới chỉ là giảm thôi, mới là đoạn giảm chứ chưa đoạn diệt. Thì khi mà vị đó nhập vào trong định rồi, vị đó xuất ra khỏi định, vị đó mới đi đến bước tiếp theo là đoạn diệt. Đó là diệt trừ hoàn toàn. Vậy thì cái bước đầu là giảm và để mà vào định. Cái khi mà xuất ra khỏi định rồi mới diệt được. Chứ vị đó diệt ngay từ đầu, khi tâm chưa có định vị đó không diệt được. Nhưng mà vị đó mà không giảm bớt những cấu uế đi thì cũng không vào định được. Thì vậy thì phải là có một cái bước đầu tiên là gột rửa bớt nó đi. Giảm bớt nó đi đã, giảm bớt những câu ấy đi, rồi để cho tâm nhập định. Khi tâm nhập định được sung mãn rồi, vì nó xuất ra khỏi định, lúc đấy vị đó mới đi đến bước tiếp theo là đoạn trừ, đoạn diệt, giải thoát khỏi những câu ấy đó hoàn toàn. Thì đấy nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau như vậy, là rất là hỗ trợ nhau, chứ không phải là không hỗ trợ nhau. Thì chỉ có cái là cái bước ở trong thiền định là cái chặn giữa. Vì đó khi an trú ở trong các tầng thiền thì nó không đoạn giảm, mà không đoạn trừ, không phải là cái pháp đoạn giảm đoạn trừ, nhưng mà khi trước khi an trú ở trong thiền thì vị đó có đoạn giảm rồi, và sau khi xuất ra khỏi thiền thì vị đó có thể đoạn trừ được những câu uế đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Trí Tịch. Việc tu tập định và việc khởi tâm đoạn giảm có vai trò như thế nào đối với cả lộ trình tu tập bát chánh đạo ạ? Tu tập bát chánh đạo đấy thì ví dụ như là vị đó cần phải có một cái trí tuệ. Đầu tiên là mình có một cái trí tuệ tương đối, thì đó cũng là chánh kiến. Vị đó biết phân biệt được đây là cấu uế, đây là cái sự tu tập để đoạn trừ cấu uế. Thì đó cũng là vị đó có chánh kiến, rồi vị đó cũng có chánh kiến thì nó có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi sau đó vị đó tinh tấn thực hành thiền định, rồi vị đó có chánh định. Khi mà có chánh định một cách sung mãn rồi, vị đó sẽ phát triển được cái tuệ Vipassana. Thì lúc đấy cái chánh kiến đầu tiên nó chỉ là nhận thức, chánh tư duy đầu tiên nó chỉ là nhận thức thôi. Nhưng mà đến cái khi mà xuất ra khỏi cái đó, phát triển từ cái nhận thức đó, vị đó đạt đến chánh định. Thì từ cái chánh định đó vị đó xuất ra, vị đó mới đạt đến chánh trí, tức là cái chánh kiến. Về sau vị đó phân tích ra được các cái pháp chân đế, về danh sắc, về nhân sinh ra danh sắc, về sự sinh diệt, về vô thường khổ vô ngã của cái danh sắc đó, thì lúc đấy nó đạt được đến cái chánh trí và chánh giải thoát. Thì lúc đấy lại đạt được cái chánh kiến, ở lúc này nó sẽ trở thành về cái pháp siêu thế.
về cái pháp chân đế. Đấy là từ cái chánh kiến ban đầu, chỉ là cái sự nhận thức, rồi sau đó đến cái chánh trí, rồi đã bắt đầu đạt đến được cái chánh giải thoát, nên là sẽ hỗ trợ lẫn nhau như vậy. Thì lúc đấy vì đó từ cái trí tuệ là tương đối, rồi vị đó tu tập, vị đó đạt được thiền định. Khi mà đạt được thiền định, vị đó xuất ra khỏi thiền định rồi, vị đó sẽ phát triển được cái trí tuệ đưa đến tuyệt đối. Thì đấy là trong bát chánh đạo sẽ hỗ trợ nhau như thế, và lần lượt từ đi tu tập từ thấp đến cao. Thì là các cái pháp đoạn giảm cũng thế. Từ đầu tiên là mình học pháp, mình nghe, mình phân biệt được ra đây là cái ác pháp, đây là thiện pháp, đây là chánh pháp, đây là tà pháp, đây là những cái pháp cần phải tu tập, cần phải đoạn trừ. Khi mà mình, đấy là mình nhận thức trên cái khi mình nghe pháp, mình học pháp, rồi sau đó mình thực hành pháp. Thực hành pháp thì khi ngồi thiền thì đó cần phải gột rửa tâm tư khỏi những cái cấu uế đó, thì mới gột rửa, tức là mới đẩy lùi nó ra, rồi sau đó mình nhập định, xuất ra khỏi định, rồi thì lại tiếp tục tu tập để đoạn trừ. Thì những cái thiện pháp đó nó đều hỗ trợ lẫn nhau hết. Giới định tuệ hỗ trợ lẫn nhau, bát chánh đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cái sự tu tập trong bài kinh đoạn giảm này cũng tất cả những cái thiện pháp đó đều hỗ trợ lẫn nhau. Con xin đọc câu hỏi thứ 3 của hành giả Trí Tịch. Con thấy có vị trích bài kinh này ra để làm dẫn chứng cho việc không cần thiết phải thực hành thiền định. Liệu đây có phải là ý định của Đức Phật khi thuyết ra bài kinh này không ạ? Tức là thì trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều đều hướng dẫn là thực hành thiền, thực hành giới định tuệ, tức là vị đó hành giới, hành định, hành tuệ. Nhưng mà định ở đây thì có nhiều mức định, vì đó có thể là tu tập đến cận định, sát na định hoặc là an chỉ định. Thì tùy theo từng người, chứ không phải là ai cũng áp dụng như ai. Ví dụ như là tôn giả Xá Lợi Phất thì cũng tu tập các tầng thiền, xuất ra khỏi các tầng thiền mới sau đó mới thực hành thiền quán. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng tu tập chứng đắc các tầng thiền, xuất ra khỏi các tầng thiền mới tu tập thiền quán. Hay là Đức Phật cũng vậy, tu tập chứng đắc các tầng thiền rồi xuất ra khỏi các cái tầng thiền chứng đấy mới tu tập thiền quán. Nhưng có một số hành giả, một số vị thanh văn khác thì Đức Phật không cần hướng dẫn các vị đấy phải vào các tầng thiền, mà các vị đấy có thể tu thẳng vào thiền quán, chỉ dựa vào cái sát na định hoặc cận hành định rồi tu tập đến thiền quán. Thì đều có thể tu tập được, cũng tùy theo từng người, chứ không phải là ai cũng như ai. Cái người nào mà có chú vào trong tầng thiền sau đó thực hành thiền quán, vì đó thường đạt được cái trí thâm sâu hơn, cao thượng hơn. Vì đó có thể là những như Đức Phật hay là các bậc thượng thủ thanh văn, đại thanh văn có những cái trí tuệ như Tam Minh Lục Thông, tứ tuệ phân tích, thì đều có trải qua thực hành thiền chứng, tức là tu tập chứng các tầng thiền sau mới thực hành thiền quán. Thì sau này các vị ấy trở thành những bậc Tam Minh Lục Thông, tứ tuệ phân tích. Còn có những vị thanh văn thường thì khi mà các vị có chứng đến A-la-hán thì các vị chỉ có Tam Minh thôi, thậm chí không có Lục Thông, vì không có thiền định. Không có thiền định thì không có Lục Thông, và không có tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ phân tích và Lục Thông phải được sinh khởi trên tứ thiền bát định. Vậy thì một người không thực hành tứ thiền bát định, nếu có chứng A-la-hán, vị đấy chỉ có Tam Minh không. Vậy thì không thể cao thượng bằng những vị có Lục Thông và tứ tuệ phân tích được. Vậy nên là cái sự thực hành thiền tùy theo mình lựa chọn thôi. Mình thực hành vào cận định, an chỉ định cũng được, sát na định cũng được, để mục đích cuối cùng cũng là để đoạn trừ được các nậu hoặc. Vậy thì không thể nói là Đức Phật nói là không cần thực hành thiền định. Nói vậy thì không đúng, vì Đức Phật cũng dạy về thiền định mà. Trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều đề cập đến giới định tuệ hết, đều cập đến các tầng thiền chứng hết, chứ không có bài kinh nào Đức Phật nói là không cần thực hành. Mà trong bài kinh này Đức Phật còn nói là cần phải thực hành thì có mà. Hãy đến gốc cây, đến ngôi nhà trống để thực hành thiền định đó. Nhờ có thiền định sau này mới diệt trừ được cấu uế đó, chứ đâu có phải là Đức Phật nói là không cần đâu. Mà đôi khi nhiều người sau này tu tập mà có thể là tu hoài không được, chán,
Rồi cũng có những cái người thì không muốn tu tập vì nó quá mệt mỏi, thích ở ngoài năng sang hơn, thì đôi khi ngụy tạo những cái lời nói đó để bác bỏ, để chối bỏ cái việc tu tập của chính bản thân mình và của người khác thì có. Đấy, người nào mà từ chối cái sự tu tập đấy là vì vị đó không muốn tu tập, vì đó từ chối rồi vị đó biện luận như vậy để cho người ta phải trách, người ta bảo tại sao ngài không tu tập thiền định, bảo đấy Đức Phật đâu bảo là thiền định chỉ là hiện tại là chú tịch tĩnh chú có liên quan gì đến cái đoạn trừ phiền não đâu. Vì đó có thể dựa vào cái đầu bài của bài kinh đó để nói thế. Nhưng mà cuối bài Đức Phật bảo hãy đến gốc cây ngôi nhà trống thực hành thiền định đó thì sao? Vậy thì Đức Phật có khuyến khích và có hướng dẫn là hãy đi thực hành thiền định. Thực hành giới định tuệ đều là cần thiết hết. Nhưng mà tùy theo từng người mà tu tập những pháp môn khác nhau mà thôi. Dạ thưa sư, còn 3 câu hỏi nữa ạ. Bạch sư có hoan hỉ chúng con hỏi. Được hỏi. Bạch sư con xin đọc câu hỏi của hành giả Thương Hải ạ. Dạ con thưa sư, sở kiến có nghĩa là gì ạ? Thường kiến ạ? Sở kiến ạ? Sở kiến là sở cái sở hữu của mình nhá. Kiến là cái học thức, cái nhận biết của mình nhé. Vậy thì cái nhận biết của mình đấy là sở kiến. Ví dụ như là có cái người thì nhận biết về về cái pháp, khi mà mình nghe pháp, mình học pháp, mình hiểu pháp ấy. Ví dụ như cái người đấy hiểu rằng là về có nhân, có quả, có thiện, có ác, có khổ, có nguyên nhân sinh ra khổ, có con đường đi đến chấm dứt khổ. Thì đấy là một cái sở kiến, gọi là chánh kiến. Nhưng mà cũng có những người thì có cái sở kiến nó thuộc về tà kiến. Những người ấy nói rằng là không có thiện, không có ác, không có nhân, không có quả, không có quá khứ, không có tương lai. Đấy là một loại sở kiến mà thuộc về tà kiến. Nên sở kiến là vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tin. Càng thực hành, con càng cảm thấy dễ mất chánh niệm và tâm bất thiện sinh khởi nhiều hơn. Vậy làm sao để duy trì chánh niệm và loại trừ tà kiến ạ? Càng thực hành mà càng khởi lên tâm bất thiện thì thực ra nó không phải như thế. Mà càng thực hành mình càng nhận biết ra được cái cấu uế trong tâm mình nó quá nhiều. Ví dụ cái người không thực hành ấy, hay là cái lúc mình chưa tu tập, mình nhất là cái người mà chưa ngồi thiền ấy, thì hàng ngày mình sống với cấu uế mà mình không biết đó là cấu uế trong cái môi trường hỗn loạn, hỗn động. Giống như là một cái ao nước nó có quá nhiều những cái vẩn đục, quá nhiều những cái thuyền nó đi lại, có quá nhiều những cái người nội qua lại, và mình không nhìn thấy dưới đáy ao ấy nó có cái gì hết. Thì cũng tâm vậy, khi mà tâm mình ở cảnh động, mình không thấy được trong tâm mình nó có cái gì cả. Mình hướng ngoại mà. Một cái người hướng ngoại mình đâu có nhìn vào tâm mình mà mình biết ở trong mình nó xấu xa như thế nào đâu. Còn một cái người có hướng nội thì mới biết trong mình nó xấu. Ví dụ như là một cái người nhìn vào người khác ấy, mình thấy người ta mặc quần áo đẹp, mình nghĩ là người này đẹp. Người ta đánh phấn môi son, mình nghĩ người này đẹp. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái ống nội soi, mình soi vào trong ruột ấy, toàn phân nước tiểu run sán ấy, nó toàn những cái thứ ô uế, mới thấy nó là ô uế. Thì cũng như vậy, một người hướng ngoại mình không nhìn vào tâm mình, cho nên mình không thấy cái tâm nó xấu. Còn cái người hướng nội là cái người tu tập tâm ấy, mình nhìn vào tâm mình thì mình mới thấy nó xấu. Khi mình nhìn thấy vậy, mình cảm thấy nó kinh cảm, mình cảm thấy nó ghê gớm, thì mình lại thấy là mình xấu xa. Nhưng mà thật ra cái mà mình nhận ra đấy chính là trí tuệ. Mình nhận ra được là mình có những cái tà kiến, mình có những cái tâm bất thiện, thì đấy chính là trí tuệ rồi. Mình nhận ra đấy là trí tuệ rồi, còn gì nữa. Vậy thì cứ tiếp tục nhận biết như thế, và mình phải biết được cái sự đoạn trừ nó nữa, thì dần dần nó sẽ đoạn trừ được. Còn mình không tu tập thì mình không bao giờ nhận biết được, và mình sống với nó, chết với nó, thì sau này mình sẽ đọa vào những cái thấp, cái sự hạ nhiệt vì nó. Còn người nhận ra nó thì sẽ cố gắng đoạn trừ nó, thì dần dần mình sẽ hướng thượng, nhận ra là đang hướng thượng rồi, chứ không còn là hướng hạ nữa. Người không nhận ra mới là hạ nhiệt. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Ngọc ạ. Con xin đảnh lễ sư. Dạ, con kính bạch sư, con hay nghe pháp trong lúc làm việc nhà và cả trước khi ngủ. Do trong lúc làm việc hoặc trước khi ngủ, con hay suy nghĩ linh tinh.
Vậy việc làm này có tội không ạ? Việc làm là nghe pháp á, có tội hay là suy nghĩ linh tinh có tội? Suy nghĩ linh tinh thì là phóng dật thì đấy là tội lỗi, còn nghe pháp thì là thiện pháp thì không có tội. À, nghe pháp trong lúc làm việc và trong lúc đi ngủ thì vẫn được, đấy là mình nghe gián tiếp, ví dụ như mình thu âm lại các cái bài giảng pháp mình nghe trong cái lúc mình làm, trong lúc ăn, trong lúc ngủ thì được. Còn nếu mà một cái người mà đang nghe pháp trực tiếp, ví dụ như là một vị giảng sư đang giảng pháp mà mình vừa nghe pháp vừa làm việc thì là bất kính pháp. Nghe trực tiếp thì không được như thế. Đang nghe trực tiếp mà mình nhắm mắt và mình ngủ ấy, với cái tâm mà mình không trân trọng, không lắng nghe ấy, thì cũng bị đọa nhá, cũng bị đọa xứ. Nên là hoặc là mình nghe pháp mình còn làm những việc khác. Còn nghe gián tiếp thì không sao, mình thâu âm lại rồi nghe trong lúc mình làm và trong kể cả lúc đi nằm ngủ nghe vẫn không có tội. Còn nghe trực tiếp thì không được như thế. Dạ con thưa sư, các câu hỏi của hành giả gửi lên đã hết rồi ạ. Chúng con xin tri ân sư ạ. Hồi hướng ạ. Và hỏi đã thì hồi hướng. Idamme bunyam Asagwa khazam Vaham hotu Idamme bunyam Nidbanasa Sansajo Hotu Mama punya bhagam sapa sathanam pachemi te sabbe metamam punya bhagam napantu sadhu sadhu sadhu. Dạ con kính bạch sư, con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân ân đức của ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con xin tri ân sư vì đã từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ. Được nghe chánh pháp quả thật là điều hy hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này. Hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền chỉ thiền quán cho tới khi chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ Đại Đức. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.